Rồi, cảm Dạ ơn. vâng ạ. Rồi, ok. Rồi, chào các em nè. Thấy một vài người mở camera lên rồi, thấy gương mặt tươi tắn, khỏe mạnh là cũng mừng. Ha. Chứ mặt không tươi tắn mà mặt yếu xìu là buồn lắm luôn á. Rồi. Hôm nay thì chúng ta học cái phần đánh giá, và các em thấy là đây là một cái chức năng nằm trong cái chức năng duy trì nhân viên, đúng không? Chúng ta phải đánh giá rồi thì chúng ta mới có cơ sở để chúng ta có thể là trả lương hoặc là trả thưởng. Chúng ta có cơ sở để chúng ta đào tạo, phát triển cái năng lực của người nhân viên, đúng chưa ạ? Vậy thì chiều hôm nay cô sẽ giới thiệu với các bạn. Nội dung là gồm có 3 phần, đó là khái niệm và mục đích của đánh giá, thứ hai đó là tầm quan trọng của đánh giá, và cái thứ ba là cái quy trình đánh giá của chúng ta như thế nào. Như vậy là chúng ta sẽ đi vào cái phần đầu tiên, đó là khái niệm và mục đích của việc đánh giá ha. Các em nhìn cái sơ đồ này giùm cho cô nha, chúng ta nhìn cái sơ đồ này nha. Rồi, em thấy là ở cái phần khái niệm và mục đích của đánh giá thì bây giờ là chúng ta nhìn cái sơ đồ ha. Chúng ta có cái khái niệm về đánh giá như sau. Đánh giá thực hiện công việc thường được hiểu là sự đánh giá có hệ thống. Như vậy á, là cái việc đánh giá của chúng ta nó phải có cái tính chất đầu tiên, đó là có hệ thống. Nhưng mà cái tính chất có hệ thống thì nó sẽ thể hiện cái gì? Cái hệ thống này có nghĩa là nó sẽ bao gồm nhiều chỉ tiêu. Ví dụ như người ta đo lường cái chỉ tiêu về thời gian của các em thực hiện là có đúng và đủ thời gian hay không. Người ta đo lường về cái chỉ tiêu doanh thu, coi là em có thực hiện đúng cái doanh thu người ta khoán hay không. Người ta đo lường bằng cái khối lượng công việc, coi cái khối lượng công việc của các em như thế nào. Rồi người ta đo lường bằng cái chất lượng công việc, xem thử coi chất lượng công việc của các em là nó có đạt yêu cầu hay là không. Rồi thái độ phục vụ, vân vân. Rồi ý thức tổ chức kỷ luật, rất là nhiều cái chỉ tiêu nó nằm trong cái hệ thống đánh giá của chúng ta. Và cái thứ hai đó là cái tính hệ thống nó còn thể hiện là nó là một chu kỳ nhất định, có nghĩa là chúng ta sẽ, các em thấy là chúng ta đưa ra kế hoạch, đúng chưa? Rồi chúng ta thực hiện cái kế hoạch đó. Khi thực hiện là chúng ta phải đánh giá, tức là chúng ta so sánh cái thực hiện với cái kế hoạch, xem nó có vấn đề gì hay không, coi nó có những cái sai sót không, và nếu sai sót thì chúng ta sửa chữa. Và thường là nó sẽ thực hiện là, thí dụ như chúng ta có thể là đánh giá từng tháng một, chúng ta có thể đánh giá theo tuần, theo quý, hoặc là 6 tháng đầu năm và 6 tháng cuối năm, rồi đánh giá nguyên năm. Mà thường á là các em sẽ thấy là cái 6 tháng đầu năm, 6 tháng cuối năm và cả năm là thường là được thực hiện nhiều nhiều nhất, thì nó theo một cái chu kỳ như vậy, và nó phải theo một cái quy trình thống thống nhất. Có nghĩa là chúng ta, như hồi nãy cô đã nói rồi, tức là mình đưa ra kế hoạch, mình thực hiện, rồi mình đánh giá không, coi có sai sót gì không, mình điều chỉnh, và chúng ta lại đưa ra một cái tiêu chí mới ha. Rồi như vậy cái đó là cái tính hệ thống của chúng ta. Và cái tính chất thứ hai của cái việc đánh giá đó là nó phải chính thức. Thì cái tính chính thức được thể hiện ở điều gì? Thứ nhất á là chúng ta đánh giá công khai. Thực tế là khi đánh giá nó sẽ có hai dạng các em, một là chính thức và hai là không chính thức. Thì cô nói cái không chính thức trước. Cái đánh giá không chính thức á là mình đánh giá trong quá trình mà cái người nhân viên thuộc cấp của mình họ làm việc, tức là trong hàng ngày khi mà chúng ta giám sát thì có thể là chúng ta sẽ thấy là họ có những cái sai sót gì đó và chúng ta phải nhắc nhở điều chỉnh liền, và chúng ta không ghi nhận lại biên bản gì cả. Nhưng mà chúng ta phải nhắc nhở liền ngay lúc đó, thì cái đó gọi là đánh giá không chính thức. Nhưng mà nếu như chúng ta đánh giá chính thức á, thì nó phải bằng văn bản đàng hoàng. Thí dụ như 6 tháng đầu năm chúng ta có các cái chỉ tiêu đánh giá, người lao động đánh giá, rồi cái người giám sát, người lãnh đạo trực tuyến đánh giá, và việc đánh giá này nó phải được công khai, tức là phải nhiều người biết đến. Ha, tức là nó phải được rộng khắp ở trong cái tập thể khách sạn và nhà hàng của mình. Và khi đánh giá xong thì bắt buộc
cái người quản lý trực tuyến á, phải phản hồi đến cái đối tượng liên quan. Tại sao mà phản hồi? Là để cho người ta biết là thí dụ như người ta được đánh giá là giỏi đi thì người ta sẽ tiếp tục phát huy, nhưng mà thí dụ như người ta dở, người ta cần phải có một cái sự điều chỉnh gì thì người ta sẽ tiến hành sửa sửa sai để cái lần tới người ta thực hiện sẽ tốt tốt hơn. Như vậy thì cái việc đánh giá nó phải có hai tính chất, một là có hệ thống, hai là chính thức về tình hình thực hiện công việc của người lao động. Và trong cái quan hệ so sánh như gì, làm khi mà chúng ta đánh giá là nó phải có những cái chuẩn mực đặt ra, và chúng ta sẽ so sánh với cái chuẩn mực đó. Thì như vậy trong cái quan hệ so sánh với các tiêu chuẩn đã được xây dựng và thảo luận về sự đánh giá đó với người lao động ha, tức là chúng ta sẽ đánh giá so với cái tiêu chuẩn đã được xây dựng và thảo luận về sự đánh giá đó với cái người lao động. Như vậy á, cái quy chuẩn mà chúng ta đặt ra nó cực kỳ quan trọng các em. Không, cái tiêu chuẩn mà chúng ta đặt ra nó cực kỳ quan trọng, và cái hội đồng đánh giá của chúng ta nó phải thống nhất theo cái tiêu chuẩn đó để mà chúng ta so sánh và chúng ta có cái sự nhận xét chính xác. Chứ nếu không á là chúng ta sẽ đưa cái cảm tính, tức là cái chủ quan, cái suy nghĩ chủ quan của mình vào trong cái quá trình đánh giá, và có thể là cái việc đánh giá của chúng ta nó sẽ không mang tính thuyết phục, và nó không 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 được chấp nhận, đúng không? Như vậy thì cô nhắc lại một lần nữa, khi nói đến việc đánh giá thì cái việc đánh giá đó nó phải có hai cái tính chất. Thứ nhất đó là nó phải có hệ thống, thứ hai là nó phải được đánh giá một cách chính chính thức. Và việc đánh giá là trên cơ sở nào? Trên cơ sở chúng ta so sánh giữa cái thực hiện với cái tiêu chuẩn mà chúng ta đặt ra lúc lúc đầu. Và trong cái quá trình mà chúng ta đánh giá thì chúng ta bắt buộc phải phản hồi cho cái người lao động ha. Thì đó là cái khái niệm của việc đánh giá. Và chắc chắn là với cái khái niệm đó thì các em sẽ thấy là mục đích của việc việc đánh giá là làm gì. Thứ nhất á, rõ ràng nó là cái công cụ phát triển nhân viên, đúng không ạ? Bây giờ em cứ thử tưởng tượng đi, các em đi học thì cái việc đánh giá là sẽ được thực hiện qua cái gì em? Khi mà các em đi học á, thì cái việc đánh giá sẽ được thực hiện qua cái gì ạ? Rồi, cô mời bạn Nguyễn Hữu Nhân của N29. Dạ thưa cô, là theo em là các bài kiểm tra và điểm số. À rồi, đúng rồi, tức là sẽ được đánh giá qua cái những cái bài kiểm tra thường xuyên, kiểm tra định kỳ, kiểm tra hết hết môn, đúng không? Và đương nhiên là khoa cùng với các thầy cô giảng dạy phải đưa ra những cái tiêu chuẩn để mà chúng ta đánh giá. Thì cái việc đánh giá đó nó sẽ giúp cho các em, thứ nhất á, là nếu như những cái em nào á, mà được điểm tốt thì em phải củng cố để em phát triển và em duy trì cái thành tích đó. Nhưng mà những cái em nào á, mà cái điểm số nó không được tốt thì như vậy là chúng ta sẽ cố gắng để chúng ta cải thiện cái lần tiếp tiếp theo, đúng chưa ạ? Không ạ. Cho nên á là chúng ta đừng có sợ kiểm tra. Bây giờ các em thử tưởng tượng coi, nếu như chúng ta đi học mà không có kiểm tra thì nó sẽ như thế nào ạ? Hả? Bây giờ mình đi học nhưng mà không có kiểm tra, các em có thích đi học mà không có kiểm tra không các em? Hả? Hỏi thật á. Thích rồi. Thích Dạ hả? có. Rất là thích phải không? Đi học mà không có kiểm tra rất là thích. Nhưng mà nếu như không kiểm tra thì có nghĩa là không đánh giá được các em, đúng nào? Như vậy thì rõ ràng là cào bằng luôn, là người giỏi người dở gì nó y chang nhau à, đúng chưa? Các em thấy công nhận không? Các em sao giống 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 Bùi Kiệm quá. Bùi Kiệm có một cái câu á, là thà hỏng thi, hỏng thi tức là không có đi thi á, còn hơn là thi hỏng, tức là thi á nhưng mà mình không có qua môn á, đúng không? Bùi Kiệm có cái câu là phải nói là đúng đúng cái tâm tư nguyện vọng của những người lười biếng là gì, thà hỏng thi còn hơn là thi hỏng. Nhưng mà thực sự ra cô hỏi thì các em nè, khi mà các em thi rồi các em đạt yêu cầu, các em có cảm thấy vui không ạ? Hả? Các em thi xong và lên cái kết quả là các em đạt yêu cầu thôi nha, thì cô muốn hỏi em là em có vui không?
Vui không các em? Dạ có. Ừ, nhưng mà nếu em rớt em có vui không? Dạ không. Chắc chắn là không rồi. Và bây giờ nếu cái điểm số của chúng ta mà nó cao nữa thì các em có cảm thấy là khoái chí không? Hả? Các em có thể cảm thấy khoái không các em khi điểm số của các em cao? Hả? Khoái dạ không có. Các em? Dạ À, có chắc chắn, chắc chắn là có rồi chứ làm gì mà không có. Người nào mà nói là không em quan tâm đến điểm số là người đó là cô cho rằng là không có thật lòng á. Không à, cô nói cho các em tâm sự với các em nghe, hồi xưa cô mới bắt đầu vô trường đại học á, thì ra cái thế hệ của cô là cũ lắm rồi, tại vì cô vô đại học là năm 1978, phải không ạ? À? Trời ơi, xa xưa rồi, đúng chưa? À, và em biết như thế nào à? Là khi mà vô đại học rồi, cái quan điểm của cô lúc đó vui lắm. À, cô cho rằng 5 điểm cũng như 10, mà 4 điểm cũng giống như 0. Tức là 4 điểm cũng rớt, 0 cũng rớt, mà 5 cũng đậu, mà 10 cũng đậu, nên 5 cũng như 10, 4 cũng như 0. Cho nên là lúc đó cô phải nói là cái năm đầu tiên á, cái mình cái học kỳ đầu tiên, trời ơi, học tàn. Nhưng mà có điều vậy nè, thực sự ra là cô những cái môn nào mà thuộc về khoa học tự nhiên á thì cô học rất là tốt. À, nó giống như nằm trong cái tiềm thức, ví dụ những cái môn nào mà về toán, rồi cái thứ hai những cái môn nào mà nó thuộc về ngoại ngữ á, tiếng Anh tiếng Pháp rồi này kia là cô học rất là tốt các em, nên cái điểm số của cô á, nó rất là cao, đúng không? Nhưng mà những cái môn nào mà là nó mà, hồi hồi đó là bọn cô không có học chính trị giống như các em đâu, mà bọn cô học cái môn được gọi là kinh tế chính trị tư bản chủ nghĩa và kinh tế chính trị xã hội chủ nghĩa, tức là học khó hơn các em bây giờ, và tức là học học cái nền kinh tế chính trị á, của từng cái hệ thống một á, mà tức cười lắm là coi như là cứ tàn vậy đó. Nhưng mà thực sự ra là khi mà lên điểm á, thì điểm của những môn toán và môn tiếng Anh của cô điểm cao á, mặc dù mình không nói ra nhưng mà trong bụng khoái lắm các em, khoái lắm luôn á. Nhưng mà mấy cái môn mà nó lý thuyết nó hơi nhiều á, thì điểm 5, điểm 6 á thì cũng vui đó, nhưng mà thấy không có vui bằng cái lúc mà mình được điểm 8, điểm 9, rồi cái lúc mình rớt á, trời ơi vui lắm các em. 4 điểm á, mình thấy mình đỡ nhục hơn á, là 2 điểm, 3 điểm. Trời, 2 điểm nó có cái nhục của 2 điểm, 3 điểm nó có cái nhục của 3 điểm, 4 điểm nó cũng có cái nhục của 4 điểm, nhưng mà cái điểm càng thấp nhục càng nhiều hơn, phải không? Nên cô chỉ có một cái học kỳ đầu thôi, chứ đến học kỳ tiếp theo là cô thay đổi cái quan điểm của cô rồi. Cô nói không được, học là phải tất cả là đều phải nỗ lực, tức là cô thay đổi cái quan điểm. Và như vậy là tự nhiên cô cứ coi là mỗi một cái lần kiểm tra như vậy là một cái thách thức mà cô phải vượt qua, và cô thấy rất là vui. Bây giờ các em cũng vậy đi, em cứ coi như là cái đó là một cái thách thức mà em phải vượt qua, mà nếu mà vượt qua được mà điểm số của em tốt á là trời ơi nó vui quá trời vui, đúng không? À, và mình thấy là mình vượt qua được, đúng chưa? À, và mình đừng có ỷ lại bất kỳ một cái gì, không à? À, thời gian nó luôn luôn là trôi đi, và mình đừng có hẹn ngày mai, đúng không? À, cho nên là nhớ ghi bài cho kỹ nha, và coi clip lại để học nha. Rồi, ok. À, và một điểm nữa là gì? Khi đánh giá thì sẽ coi lại cái mục tiêu nghề nghiệp của mình nó có thực sự là có ok hay là không. Nhiều khi á là khi mà em học á và em thấy là những cái môn, thí dụ như là có những em đang học khách sạn nè, sau khi mà học một vài môn xong rồi á là chuyển qua bên lữ hành, rồi bên lữ hành lại chuyển qua khách sạn. Cho nên á là cái việc đánh giá cũng giúp cho cái nhà doanh nghiệp, cho khách sạn và nhà hàng, những người quản lý á, là và bản thân cái người nhân viên á, có thể xác định lại cái mục tiêu nghề nghiệp của mình nó có ok hay là không. Rồi xác định cái nhu cầu đào tạo có cần không, có thiếu không, tức là tôi có cần phải bổ sung cái kiến thức gì hay là không. Rồi cái thứ hai đó là công cụ phát triển hành chính, thì cái này các em thấy rất là rõ rồi, tại vì mình dựa trên cái phần đánh giá này để mình trả lương, đúng không? À, dựa trên cái phần đánh giá này để mình trả thưởng, và như vậy thì cái việc đề bạt lương thưởng nó mới phù hợp. Rồi cái mục đích thứ ba
thì nó lại mang một cái tính chất khác. Nó là cái hồi nãy là mình có công cụ duy trì sự phát triển của nhân viên, còn bây giờ là duy trì cái và phát triển tổ chức. Tại vì rõ ràng không phải là chỉ có cái anh nhân viên đâu, mà bản thân tổ chức á, là em nên nhớ cái mục tiêu của quản trị nhân sự của chúng ta hiện nay là gì, là làm sao mình có được một cái lực lượng lao động mà nó có cái năng gọi là có cái năng lực nghề nghiệp tốt nhất, đúng chưa? Tại vì rõ ràng cái nguồn nhân lực của mình không có sao chép và không có bắt chước được, đúng nào? Nó xuất phát từ bản chất con người các em, và coi như không có sao chép, không có bắt chước được, phải không ạ? Cho nên á là ở đây dựa trên cái đánh giá mình có thể lên cái kế hoạch về nhân sự ha, xác định số lượng người là nhiều, rồi chất lượng là nhiều, rồi xác định là có cần phải đào tạo hay là không, đúng nào? Tại vì có khi là nó có một cái gọi là cái khoảng trống giữa cái thực tế với lại cái chuẩn mà mình đặt ra, rồi mình đánh giá coi là có hoàn thành mục tiêu của tổ chức hay là không, không à? Và mình sẽ có cái thông tin để xác định cái mục tiêu của cái đợt kế tiếp, đánh giá được hệ thống nguồn nhân lực, đặc biệt là củng cố duy trì và cái nhu cầu phát triển của tổ chức. Tổ chức muốn phát triển, bản thân người lao động muốn phát triển, đúng nào? Và cái cuối cùng đó là gì? Là mình cái nó sẽ là cái tiêu chuẩn cho cái việc nghiên cứu một cách hợp lý. Và bên cạnh đó thì nó cũng là đánh giá là sẽ cung cấp cái tài liệu. Hồi nãy mình thấy nó là cái công cụ về mặt hành chính, đúng nào? Cung cấp những cái thủ tục về mặt hành chính, thì bây giờ từ cái mặt hành chính đó nó giúp cho chúng ta là gì? Là cung cấp những cái tài liệu, và tài liệu đó là tài liệu về cái gì, cho các quyết định về nhân sự nè, rồi những cái tài liệu để hỗ trợ cho chúng ta đặt yêu cầu về mặt luật luật pháp. Như vậy em cứ nhớ giùm cô là cái mục đích của đánh giá nó gồm có bốn mục đích. Thứ nhất, nó có liên quan đến cá nhân nha, tức là công cụ duy trì phát triển cá nhân. Cái thứ hai, nó là cái công cụ là về mặt hành chính. Cái thứ ba là nó liên quan đến doanh nghiệp, là nó phát triển cho tổ tổ chức, và cuối cùng là cung cấp tài liệu cho tổ chức để tổ chức có một cái sự điều động ai là cái người mà có thể là làm việc tốt ở từng cái vị trí một. Rồi, ok, thì đó là cái mục đích. Và từ cái mục đích này thì em thấy là nó rõ ràng cái việc đánh giá nó đóng một vai trò rất là quan trọng, đúng chưa? Đánh giá là em thấy là nó cực kỳ quan trọng, cho nên á là cái chuyện mà em kiểm tra hay là thi hết môn nó quan trọng lắm các em. Tại vì sao? Giờ đối với bản thân em nha, rõ ràng là khi mà em kiểm tra xong em mới biết em giỏi cái gì và em yếu cái gì. Em có biết là tại sao bây giờ mỗi lần mà chúng ta nộp đơn mà xin ứng tuyển vào một cái vị trí nào đó, người ta thường hay yêu cầu mình đưa cái bảng điểm không? Các em có biết lý do tại sao người ta yêu cầu mình đưa cái bảng điểm không các em? Em nào biết cho cô, hoặc là có suy nghĩ về vấn đề đó cho cô biết ý kiến đi. Tại sao người ta lại... Rồi, cô mời Trần Thị Thùy Trang của N35 nè. Dạ thưa cô, theo em là người ta xem bảng điểm để biết mình mạnh về cái gì và yếu về gì, để người ta xem có phù hợp với những tiêu chí của người ta không, rồi người ta được nhận mình vào làm ạ. Ok, rồi, đúng rồi. Hoặc là nhiều khi là họ giúp cho mình xác định cái mục tiêu nghề nghiệp nữa các em. Nhiều khi thí dụ như em xin vào vị trí FO, đúng không? Nhưng mà ta coi trên cái bảng điểm á, thì cái điểm FO của em lại không cao bằng cái điểm F&B. Ha, có nghĩa là F&B em sẽ tốt hơn, thì người ta có một cái định hướng cho em là sẽ chuyển em qua cái vị trí bên F&B, đúng nào? Cho nên đó là em thấy là cô không biết là bản thân các em bây giờ là mình đã tính ra là mình học kỳ 3 hay là học kỳ 4 rồi các em. Các em đang ở học kỳ 3 hay học kỳ 4 ạ? À, các Học em kỳ 4 ạ. học Học kỳ kỳ 4 4, tức là mình còn có một học kỳ nữa là mình kết thúc rồi đó các em. Không, mình có một một còn một học kỳ nữa. Nhưng mà cô nghĩ là với cái tình hình này là học kỳ 4 là chắc các em học online hết rồi đó. Tại vì cái khả năng là chắc học online hết. Cô không biết đến tháng 9, tháng 10 là nó có ok mà mình có thể là tập trung đi học lại hay là không nè. Ha.
Rồi, ok, tiếp tục nha. Thì trong cái quá trình em học á, tự em có thể nhận ra được á, là mình thích môn gì và mình giỏi môn gì và mình không thích môn gì và mình không giỏi môn gì không các em? Em có nhận ra được không? Em có nhận ra được là mình thích môn gì và mình giỏi môn gì không các em? Dạ có. Có cái môn nào mà em thích mà em không giỏi không? Hả? Có cái môn nào mà em thích nhưng mà điểm số của em không tốt không các em? Hả? Có không? Cô nghĩ chắc là không rồi, tại thường thường những cái môn mà mình thích á, điểm số của mình á là mình thích mà, nên mình sẽ tập trung nhiều, mình nghiên cứu nhiều, nên điểm số của mình bao giờ nó cũng tốt á. Còn những cái môn mà mình không thích á, cô nói thiệt với em á, trời ơi, cô nhìn là cô biết mà, có nhiều em là không thích cái môn đó, nhiều khi là tâm sự đời của lũ với cô á, nói là em không thích cái môn đó sao em học không có vô, và y như rằng cái điểm số nó rất là coi như cố gắng lắm á, thì coi như đạt yêu cầu. À, nhưng mà mấy cái môn mà mấy bạn đó thích á, à, trời ơi mấy bạn đó tích cực học tập và nghiên cứu dữ dội luôn á, không, và điểm số rất là tốt. À, cho nên là đối với cá nhân nè, thì nhận được cái điểm mạnh, biết được mình mạnh chỗ nào và mình yếu chỗ nào, à, và mình sẽ biết được là cái mục tiêu và yêu cầu công việc sắp tới ra làm sao. À, rồi trong cái điều kiện làm việc á, thì cần phải thay đổi cái gì, à, và các bạn sẽ thấy là ngay cả vấn đề đào tạo và hướng nghiệp á, thì có khả năng là sẽ được cố vấn về đào tạo, tại vì cái bộ phận training của và cái bộ phận evaluation của doanh nghiệp á, thì họ đánh giá em và họ thấy em là cần phải được đào tạo ở lĩnh vực gì và cái gọi là cái job orientation của các em ở đâu, thì như vậy sẽ nâng cao được cái hiệu quả công việc. Thì đó là cá nhân nha. Nhưng mà đối với tổ chức á, thì đương nhiên là cái việc đầu tiên là phải đánh giá năng lực của nhân viên. Trời ơi, em sử dụng người mà em không biết là những cái nhân viên thuộc cấp của mình giỏi cái gì, dở cái gì, để mình có cái sự phân công cho nó hợp lý, thì chắc chắn là nó không ok rồi. Cái thứ hai đó là thống nhất được cái mục tiêu sắp tới với nhân viên, và mình có thể khi mình đánh giá thì mình có thể biết được là có khả năng điều động cái người A qua bên B hay là người B qua bên A như thế nào ha, và có những cái chương trình hỗ trợ. Thì nếu như em nhìn á, thì em có thấy là nó có một cái gọi là có một cái link giữa cái việc đánh giá thực hiện đối với cái ý nghĩa đối với tổ chức và đối với cá nhân không? Chúng ta sẽ thấy là nó có một cái link với nhau nha. Bên đây đánh giá năng lực của nhân viên, thì đối với cá nhân họ sẽ biết được điểm mạnh điểm yếu. Bên đây là cùng với cá nhân nè, cùng với người lao động á, là biết được cái mục tiêu sắp tới là cái gì, và khi mà quyết định nhân sự á, thì bên đây sẽ thấy là để làm được tốt cái công việc đó thì cần phải cải thiện như thế nào, và những cái chương trình hỗ trợ. Các em còn nhớ là cái chương trình hỗ trợ này là giúp cho cái định hướng nghề nghiệp á, mà cái định hướng nghề nghiệp á là để cho em thỏa mãn được cái nhu cầu của cá nhân em, các em á, và cái nguyện vọng của các em á, cho nên việc đầu tiên là em phải tìm hiểu về công việc và xác định yêu cầu công việc. Cái thứ hai á là em phải biết được cái khả năng và cái nguyện vọng của cá nhân, đúng không? Mình xem xét như vậy thì mình mới có được cái chương trình hỗ trợ, đúng nào? Và chương trình hỗ trợ này sẽ giúp cho cái người lao động được cố vấn, đào tạo và hướng nghiệp như thế nào ha. Rồi, đó là cái phần thứ hai. Bây giờ mình đã biết được khái niệm rồi, mình biết được tầm quan trọng rồi, bây giờ mình đi vào cái phần mà nó khó nhất, đó là cái quy trình đánh giá. Rồi bây giờ xin mời các em nhìn vào cái sơ đồ giùm cho cô. À, nếu như các em nhìn vào sơ đồ này, các em có thể cho cô biết là theo cái sơ đồ này thì cái quy trình đánh giá của chúng ta gồm bao nhiêu bước tất cả ạ? Rồi, em nào nhìn vào sơ đồ nha, nhìn vào sơ đồ cho kỹ nha, là nó gồm bao nhiêu bước các em ơi? Rồi, cô mời Võ Thị Lâm Quyên của Thưa cô N31. là 7 bước cô. 7 bước hả?
Rồi nhìn nhìn cho kỹ dùng cô à, coi. 6 bước. 7 bước hay 6 bước đi Quyên ơi. Cô biết là tại sao mà em nói 7 bước đó. Đúng không? Tại vì em nhìn thấy có 7 cái khung đúng không? Nhưng dạ mà... 6 bước đó cô. À, rồi ok 6 bước. Vậy thì giờ em nêu các bước dùm cô đi. Dạ thưa cô, bước đầu tiên là thiết lập tiêu chuẩn đánh giá. Thứ rồi, hai rồi. Là lựa chọn phương pháp đánh giá. Thứ ba rồi. Là lựa chọn và huấn luyện kỹ năng đánh giá. Thứ tư là đưa ra tiêu chí, nội dung, phạm vi đánh giá. Thứ năm rồi. Là thực hiện đánh giá. Và tiếp theo rồi. Luôn là thảo luận kết quả đánh giá. Thứ sáu là điều chỉnh và công bố kết quả mới cho nhân viên. Rồi, bây giờ có nghĩa là theo em á, là thực hiện đánh giá và thảo luận kết quả đánh giá là nó gồm chung vô đúng không? Dạ. Nó gồm chung vô đúng không? À, dạ, gồm chung vô bước 5. Ờ, nó gồm chung vô bước 5 không ạ? À? Nhưng mà các bạn khác nếu mình nhìn vô cái hình đó, thì có nhận định gì khác bạn Quyên không? Các em hồi nãy cô thấy có Cúc cũng giơ tay nè. Cúc ơi, Cúc còn đó không Cúc ơi? Dạ có cô, em đây cô. Ừ rồi ok. Nếu mà Cúc nhìn á thì hồi nãy Quyên á thì Quyên nói là cái bước thứ năm là thực hiện đánh giá với thảo luận đánh giá nè, phải không ạ? À, nhưng mà nếu như em hình nhìn cái hình á thì em có đồng ý với ý kiến của Quyên không? Nhân chờ cô một chút nha, cô đang hỏi cô. Nếu là em thì em sẽ gộp là thảo luận kết quả đánh giá và điều chỉnh và công bố kết quả mới cho nhân viên là một bước, còn là bước 6 á cô. Rồi ok, cảm ơn em. Hữu Nhân có đồng ý không Hữu Nhân ơi? Hữu Nhân à. Dạ, em đồng em ý có đồng ý với ý kiến của bạn Cúc không? Dạ em đồng ý, đồng ý. À rồi ok, cảm ơn. Vậy thì giờ em theo dõi thử coi Cúc với Nhân đúng hay là Quyên đúng nha Quyên ha. Không à. Rồi bây giờ mình sẽ đi vào cái bước đầu tiên nè, mình đi vào cái bước đầu tiên ha. À, cái bước đầu tiên của chúng ta là thiết lập cái tiêu chuẩn đánh giá hay là cái hệ thống đánh giá. Thì khi mà mình thiết lập cái hệ thống đánh giá đó thì việc đầu tiên là mình phải dựa vào cái bảng hệ thống thông tin. À, tức là mình dựa vào bảng mô tả công việc nè, bảng yêu cầu hay là bảng tiêu chuẩn công việc. À, mà cái bảng mô tả công việc và bảng tiêu chuẩn công việc này là kết quả của cái quá trình gì các em còn nhớ không ta? Mình làm gì thì mình có được hai văn bản. Trời quá trời người giơ tay. Hai người giơ tay. Rồi cô mời Đỗ Minh Phúc. Cô là vừa bước là phân tích công việc cô. Trời ơi hoàn toàn chính xác. Tức là mình phân tích công việc. Rồi ok. Nhưng các em nghe cho kỹ giùm cô nha. Nghe cho kỹ và nhớ cho kỹ giùm cô nha. Là mình có hai văn bản chính, đó là bản mô tả công việc và bản tiêu chuẩn công việc. Nhưng mà thiệt ra ở trong cái bản mô tả công việc nó còn có một văn bản nữa nha, nó gọi là bản tiêu chuẩn kết quả thực hiện công việc nha các em. Không, à, cô nhắc lại nè, là mình có hai văn bản chính là bản mô tả công việc và bản tiêu chuẩn công việc. Bản tiêu chuẩn công việc nó còn có tên là bản yêu cầu chuyên môn của công việc. Nhưng mà trong cái phần mô tả công việc nó lại có một cái phần gọi là một cái văn bản là gọi là bản tiêu chuẩn kết quả thực hiện công việc. Thì cái bản tiêu chuẩn kết quả thực hiện công việc đó là người ta sẽ quy định, cô nhắc lại nha, cái lúc mà cô dạy về phân tích thì cô cũng có nói cho em nhưng mà cô không nhưng biết là các em là có chú ý hay là không. Nhưng mà bây giờ là cô phải nhắc lại để cho em nhớ, tại vì nó có liên quan đến cái hệ thống thông tin này. Tại vì khi mà đánh giá là người ta sẽ dựa trên cái tiêu chuẩn kết quả thực hiện công việc á, thì đó là chỉ tiêu về số lượng và chất lượng của cái công việc mà người ta giao cho người lao động phải thực hiện. Cho nên là thí dụ như giống như vậy đi, cho em dễ tưởng tượng nè, thí dụ như giao cho cô một năm là cô phải dạy 450 tiết về mặt số lượng ấy nha, thì như vậy trong 450 tiết đó thì cô thực hiện được bao nhiêu ha. Còn về mặt chất lượng á, là đương nhiên là cô phải đảm bảo đúng cái chuẩn yêu cầu, cung cấp những kiến thức kỹ năng theo đúng cái chuẩn mà đã đặt ra ở từng cái bộ môn một nha. Ok, và nhà trường sẽ đánh giá ở trên cái việc thực hiện cái khối lượng đó của cô. Thí dụ như trong trường hợp mà cô vượt thì được gọi là vượt khối lượng, còn nếu mà cô không vượt tức là cô còn nợ, có nghĩa là chưa có khai thác hết cái năng lực của cô. Và như vậy thì
năm kế tiếp là cô phải trả nợ ha. Rồi ok, thì đó là cái bảng thông tin nha. Rồi ba yếu tố của cái hệ thống đánh giá là gì? Tiêu chuẩn thực hiện, đo lường thực hiện theo tiêu thức trong tiêu chuẩn đánh giá và cái thông tin phản hồi. Em nhớ là một hệ thống đánh giá bắt buộc là phải có, thứ nhất là tiêu chuẩn, thứ hai là cách thức đo lường, và cái thứ ba đó là thông tin phản hồi. Nếu như mà đánh giá mà không có sự phản hồi thì coi như thua. Bởi vậy cô nói như thế này nè, khi các em đi phỏng vấn á, mà sau khi mình phỏng vấn xong mà cái đơn vị nào á mà dù em được nhận hay không nhận họ cũng phản hồi cho em, là cô nói là cái đơn vị đó là cái tính chuyên nghiệp của họ cao á. Còn cái đơn vị nào mà họ không có, họ im luôn á, tức là họ chỉ là thông báo những người mà được nhận thôi, còn những người không được nhận là coi như là họ không có thông báo, thì cái tính chuyên nghiệp của cái bộ phận nhân sự của cái nhà hàng và khách sạn đó là nó chưa có ok đó các em. Rồi ok, như vậy các em nhớ nha. Và đương nhiên là phải chuẩn bị các cái biểu mẫu đánh giá. Nhưng khi đánh giá thì nó phải đảm bảo 5 cái tiêu chí, phải không ạ? 5 cái yêu cầu. Cái yêu cầu thứ nhất đó là tính phù hợp. Tính phù hợp có nghĩa là gì? Là khi tôi đưa ra cái tiêu chí đánh giá, nó phải đáp ứng đúng cái mục tiêu mà của cái khách sạn và nhà hàng đưa ra. Như vậy á, bắt buộc là tôi phải dựa trên cái bản mô tả công việc và cái yêu cầu công việc nè, để tôi đưa ra các cái tiêu chí cho nó phù hợp. Chứ tôi không thể nào đưa ra cao quá, và cao quá thì người ta sẽ không thực hiện được, đúng chưa? Thì như vậy là cô nhắc lại là cái tính phù hợp này thể hiện ở chỗ là các cái tiêu chuẩn được đưa ra nó phải phù hợp với lại cái mục tiêu của tổ chức ha. Như vậy thì các cái tiêu chí mà ở trong phần phân tích công việc á, là nó phải có liên quan đến cái tiêu chuẩn và nó phải phù hợp. Cái thứ hai là nó phải có cái độ tin cậy. Nó có độ tin cậy, có nghĩa là gì? Là các cái tiêu chí mà tôi đưa ra nó phải rõ ràng và nó phải phân biệt được giữa cái người giỏi và người dở. Thì như vậy nó mới đảm bảo độ tin cậy. Chứ nếu như mà các em đánh giá mà xong cuối cùng em thấy là thí dụ như có những cái đơn vị mà nó gọi là nó dùng cái nó bị một cái tính chất gọi là tính chất cào bằng á, tức là giỏi cũng vậy mà dở cũng vậy, đúng không? Tức là độ tin cậy của chúng ta không cao, đúng không nào? Độ tin cậy nó không cao thì không được. Có nghĩa là nó thí dụ như một người mà hai người đánh giá phải ra cùng một kết quả, giống như bài của các em vậy đó. Bài của các em mà hai người chấm phải ra cùng một kết quả thì như vậy cái tiêu chuẩn đó nó mới là có một cái độ tin cậy cao. Chứ còn thí dụ như hai người chấm ra hai cái kết quả khác nhau là không được, đúng chưa? Cũng giống như các em có để ý là mấy hôm nay em có thấy là trên mạng là bàn tán sùm cãi nhau y xèo về cái chuyện là như thế nào là hàng thiết yếu không các em? Các em có thấy cái điều đó không, xảy ra mấy hôm nay nè? Là dạ có. Thí dụ như bánh mì, rồi thí dụ như là tủ lạnh, đúng không? Tủ lạnh rồi bếp ga rồi này kia đó, trời ơi, cãi nhau y xèo lên hết, đúng chưa? Có nghĩa là thực sự ra là cái định nghĩa như thế nào là hàng thiết yếu á, là chúng ta chưa có đưa ra một cái định nghĩa mà thật là chính xác. Và thậm chí là những cái người mà thực thi á, thì họ cũng không nắm rõ cái điều đó. Và cái nguyên tắc là họ quá nguyên tắc, nên cuối cùng là, và thậm chí luôn là về mặt tri thức, đúng không ạ? Cái này nó có liên quan đến tri thức nữa các em, là có vấn đề. Nhất là cái vụ mà bánh mì không phải là cái mặt hàng thiết yếu, là tôi nói là có vấn đề, một là không thể nào tưởng tượng được, đúng chưa? Không. Và mấy hôm nay là cô thấy là tranh cãi tiếp cái vụ tủ lạnh mà bị phạt cái anh mà của điện máy xanh á, mà chở tủ lạnh về á, là coi như là cũng bị phạt, đúng nào, cũng bị phạt, là cũng bắt đầu tranh cãi nhau là tủ lạnh có phải là một cái mặt hàng gia dụng thiết yếu hay là
hay là không, đúng chưa? Và cũng y xèo lên hết, không? À, rồi à, thì như vậy là khi mà người ta đưa ra một cái tiêu chuẩn á, là cô nhắc lại là cái tiêu chuẩn đó đó là nó phải phải rõ ràng và phải đánh giá một cách chính xác ha. À, và như vậy thì nhất là nếu như là cùng một cái phân biệt được người giỏi và người dở, và cùng một người một đối tượng đánh giá, nhưng mà hai người đánh giá thì nó phải ra cùng kết quả thì nó mới đảm bảo tính tin cậy. Rồi ok, còn cái tính thực tiễn, tính thực tiễn là nó được thể hiện ở chỗ là cái tiêu chuẩn đưa ra phải dễ hiểu, phải đơn giản dễ hiểu, phải không ạ? À, chứ còn và nó phù hợp với thực tế, trời ơi, chứ đưa ra một cái tiêu chí mà không hiểu gì hết trơn, đúng chưa? À, thì như vậy là các bạn thấy là nó mơ hồ, đúng chưa? À, rồi cái một cái nữa là tính được chấp nhận, có nghĩa là phải được sự ủng hộ của mọi người, chứ đưa ra một cái mà thấy là cãi nhau y xèo lên hết, đúng nào, cãi nhau y xèo lên hết, tức là cái hệ thống đánh giá đó là không được chấp nhận, đúng không? À, rồi cái tính nhạy cảm nữa, các em thấy rõ ràng là khi đánh giá nó cực kỳ nhạy cảm, tại vì giữa người này và người kia, đúng chưa? Và chúng ta nếu mà không phân biệt rõ ràng thì các bạn thấy là rất là khó, đúng không? Cô không biết là các em sao, hồi tối hôm qua các em có coi chương trình thần tượng không, The Heroes không các em? Các em có coi cái chương trình đó không ạ? Dạ em có không xem mà. Trời ơi, sao các em trẻ mà các em không xem mấy cái chương trình đó vậy? Trời ơi, nếu mà các em xem là nó vui lắm. Em thấy nó hơi dở rồi. À, nhưng mà lý do tại sao mà em nghĩ là nó dở vậy em? Lý do tại sao vậy? Tức là, đó, em thấy không? Là, thí dụ như cái chuẩn của bạn á, đưa ra là nó khác với cái chuẩn của cô hoặc là của những người khác, cho nên là bạn nghe thì bạn bảo là so với cái chuẩn của em nha em thì em thấy nó dở, em hiểu không? Nhưng mà thí dụ như là so với cái chuẩn của cô thì cô thấy là ừ cũng ok, nhưng mà cái chuẩn của cô đưa ra mà về cái bộ phận mà ban giám khảo á, tức là cái người mà đánh giá những cái bài đó và cho điểm á, thì cô lại thấy hình như nó có vấn đề. Hình như nó có vấn đề. Cái người đánh giá đó, tại vì thực sự ra nghe một bài nhạc đó, là nó mang tính cảm tính dữ lắm các em. Tại cái mức độ cảm thụ của mỗi một người khác nhau, đúng không? Thí dụ như ngày hôm qua là có một cái sự tranh cãi dữ dội cái bài của cái bạn Thanh Duy, đúng không nào? Khi mà bạn hát cái bài mà về người bố mà chăm sóc con thì mọi người là thấy xúc động sụt sùi khóc, nhưng mà có một giám khảo thì lại cho rằng là như vậy là xem thường cái đối thủ của mình, đúng không nào? Tức là cái chuẩn của cái anh đó đưa ra là theo một cái kiểu khác và anh có một cái suy nghĩ kiểu khác, thì các bạn thấy là như vậy thì trong cái việc đánh giá mình phải từ cái cách đánh giá của mình cho đến cái cách mà mình nhận xét như thế nào, nó phải mang tính, nó phải được chấp nhận và nó cực kỳ nhạy cảm, nó cực kỳ nhạy cảm luôn, đúng không ạ? Và ngày hôm qua là cô thấy là cái việc đánh giá của cái ban giám khảo đó là vi phạm cái tính nhạy cảm nè, không ạ? Vi phạm cái tính nhạy cảm nè. Và các bạn thấy là rõ ràng cái người thi người ta, cái người mà được đánh giá là người ta cảm thấy là bị tổn thương, đúng chưa? Cho nên là khi mà kiếp đánh giá đó, không? Khi mà các em mà sau này em làm nhân sự đó, mà em xây dựng cái hệ thống đánh giá thì các em nhớ dùng cô là phải đảm bảo tính phù hợp, tính tin cậy, tính thực tiễn, tính được chấp nhận, tính nhạy cảm nha. Rồi ok. À, như vậy thì đó là năm cái yêu cầu của hệ thống đánh giá. Vậy thì bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu đi vô kỹ hơn, sâu hơn nữa. Đó là bây giờ chúng ta sẽ coi nha. Bây giờ trước tiên khoan, bây giờ trước tiên từng cái chi tiết một. Bây giờ cái hệ thống đánh giá nó là gì? Đây là một cái sơ đồ cô vẽ để giúp cho các em có thể có một cái nhìn tổng quát trước. Và ở đây cô có giới thiệu về hai cái
thuật ngữ, đó là cái thuật ngữ KPI, và một cái thuật ngữ nữa đó là cái bảng điểm cân cân bằng ha, một cái thuật ngữ nữa đó là cái bảng điểm cân bằng nha các em. Thì nếu như mà các em nhìn thấy là đầu tiên là mình phải đưa ra cái tiêu chuẩn, đúng không? Mình phải đưa ra tiêu chuẩn, và cái tiêu chuẩn này nó có hai cách xây dựng cái tiêu chuẩn. Cái cách thứ nhất đó là chỉ đạo tập trung. Vậy các em hiểu là cái chỉ đạo tập trung là sao các em ơi? Như thế nào là một cái tiêu chuẩn được xây dựng nhưng mà theo cái cách là chỉ đạo tập trung. Rồi. Các em nào có ý kiến về cái phần này cho cô biết ý kiến. Rồi, cô mời Nguyễn Thị Tuyết Thơ của 29. Dạ thưa cô, theo em thì là chỉ là tập trung là một vấn đề mà cấp cao đưa ra để bắt buộc mình phải làm. Trời ơi, hoàn toàn chính xác. Và khi mà em học về quản trị học, em nhớ cái này nó gọi là tập quyền á, đúng không? Tập quyền tức là tập trung quyền lực lại cái người cao nhất, và cái thông tin của chúng ta chỉ có một chiều từ trên xuống dưới thôi à, không à. Cái tập quyền đó là từ trên xuống dưới, là mình phải đưa ra chỉ đạo và không cho bất kỳ một cái ý kiến ý cò gì hết, tức là bắt mọi người ở phía bên dưới phải tuân theo. Ok, nhưng mà nếu như mà mình chỉ đạo tập trung thì theo các em nó có cái nhược điểm gì ạ? Có nhược điểm gì? Rồi, ok, cô xin mời. Nếu tiêu chuẩn mà xây dựng theo cái chỉ đạo tập trung thì nó có cái nhược điểm gì các em? Rồi, cô mời Nguyễn Thị Mỹ Tiên của N34. Dạ thưa cô, theo em nghĩ là một người mà đưa ra ý kiến á, thì kiểu như giống như là nó không có tốt lắm đó cô, mình phải nghe được nhiều ý kiến của nhiều người khác nhau đó cô. Rồi, ok, cảm ơn em. Là nếu như ý kiến có mình thôi thì có thể là nó rất là chủ quan và nó mang tính cảm tính theo cái suy nghĩ của mình. Trong khi đó thì nếu mà mình lấy ý kiến từ nhiều người á thì chúng ta có thể cân nhắc và chúng ta có thể thấy được là cái nào nó đúng hơn để chúng ta thực thực hiện. Chính vì vậy là hồi em học quản trị học á, em thấy là cái tập quyền thường nó chỉ sử dụng trong trường hợp nào mà nó cấp bách thì chúng ta mới dùng tập quyền, đúng không? Chứ còn thường là chúng ta phải phân phân quyền. Cho nên cái cách xây dựng thứ hai của chúng ta là thảo luận dân chủ. Thảo luận dân chủ. Các em hiểu thảo luận dân chủ là như thế nào ạ? Rồi, cô mời Trần Thị Thùy Trang. Dạ thưa cô, theo em là thảo luận dân chủ có nghĩa là lắng nghe được tất cả các ý kiến của mọi người, sau đó mình thảo luận rồi mình bàn bạc để đưa ra kết quả quyết định cuối cùng của mình. À, đưa ra quyết định cuối cùng rồi, ok, cảm ơn em. Thì như vậy là cái thảo luận dân chủ này thì chắc chắn là cái luồng thông tin của mình là từ trên xuống dưới rồi từ dưới lên trên, đúng chưa? Tức là cái luồng thông tin là phải hai hai chiều, đúng nào? Tại vì mình thảo luận mà mình lấy ý kiến mà, cho nên là mình phải có cái luồng thông tin từ dưới lên trên nữa, và chúng ta có cái quyết định cuối cùng xem cái nào là tốt tốt nhất để chúng ta thực hiện xây dựng cái tiêu chuẩn đó. Mà cái thảo luận dân chủ này nó sẽ đảm bảo được cái yêu cầu gì về cái tiêu chuẩn hồi nãy cô vừa mới nói không? Trong theo các em á, là nó sẽ đảm bảo được cái yêu cầu gì ạ? Hồi nãy mình có phù hợp nè, tin cậy nè, thực tiễn nè, đúng không? Rồi nhạy cảm nè, đúng không ạ? Rồi phù hợp nè. Thì theo các em là nó sẽ đảm bảo được cái tiêu chí gì ạ? Nếu mà mình thảo luận dân chủ và mình quyết định cuối cùng về cái tiêu chuẩn á thì sẽ đảm bảo được cái tiêu chí gì các em? Yêu cầu gì? Rồi cô mời Võ Thị Ngọc Lan của N35. Dạ thưa cô, là đảm bảo tiêu chí là tính được chấp nhận đó cô. À, đúng rồi, được chấp nhận, chính xác ạ. À. Tức là được mọi người chấp nhận, đúng không? Chứ không thôi là nếu như mà chỉ đạo tập trung thì có thể mọi người sẽ không đảm bảo được cái tính là mọi người sẽ chấp nhận cái điều đó. Rồi, ok. Và như cô đã nói là cái tiêu chuẩn á thì thường người ta sẽ dựa trên hai vấn đề. Một là cái kết quả thực hiện công việc, và hai là cái hành vi thái độ thực hiện công việc, để người ta so sánh với cái tiêu chuẩn này nè.
ha, tức là dựa trên cái kết quả thực hiện công việc và hành vi thái độ thực hiện công việc để so sánh với lại cái tiêu chuẩn mà người ta đặt đặt ra để coi thử coi có hoàn hoàn thành được cái mục tiêu hay không. Thì cái hệ thống đánh giá của chúng ta thực chất nó là cái gì? Đây là một cái hệ thống chúng ta chuyển tầm nhìn và chiến lược của tổ chức thành những cái mục tiêu rõ ràng, cụ thể và cho phép gắn kết các hoạt động của người lao động với định hướng chiến lược của tổ chức nha. Ok, thì cái việc đánh giá này khi mà mình đưa ra thì chắc chắn là mình triển khai và mọi người sẽ thực hiện, đúng nào? Và như vậy thì nó sẽ đảm bảo là các em sẽ gắn kết giữa cái tổ chức với lại từng cái người lao động. Nhưng mà ở đây chúng ta sẽ thấy là, và đó cũng là cái định nghĩa KPI. Chúng ta có thể hiểu KPI là cái gì, là nó KPI tức là Key Performance Index đó các em, tức là nó sẽ chuyển cái tầm nhìn thành những cái mục tiêu rõ ràng và nó gắn kết. Như vậy thì thực chất là chúng ta có cái khái niệm về KPI như thế nào. KPI được gọi là Key Performance Indicator, tiêu chí đánh giá chính, và đây là cái công cụ đo lường đánh giá hiệu quả công việc qua số liệu, qua tỷ lệ, qua các chỉ tiêu định lượng để phản ánh cái hiệu quả hoạt động của tổ chức, của bộ phận và của cá cá nhân. Như vậy thông thường á, là cô đang muốn hỏi ở đây á, có em nào đi làm thêm á, mà đặc biệt là đi bán hàng ở siêu thị á, các em thí dụ như là Circle K á, thì hoặc là các em đi đi làm việc ở nhà hàng chẳng hạn, thì các em có được đánh giá qua hệ thống KPI không ạ? Hả? Nhất là em nào mà bán hàng ở cái siêu thị mà hoạt động 24 trên 7 á, thì có được đánh giá qua cái KPI không? Hả? Có bao giờ các em nghe cái cụm từ KPI chưa các em? Các em có được nghe chưa? Dạ có Dạ. thôi. Có phải không? Và các em sẽ phải làm quen dần dần nha. Các em sẽ phải làm quen dần dần, tại sau này á, là cái KPI này nó bắt đầu áp dụng khá khá nhiều ha, áp dụng khá nhiều. Thì thực tế á, em có thể hiểu một cách rất là đơn giản như nè, tại vì khi người ta xây dựng cái KPI này là cho cả tổ chức, thí dụ người ta dựa trên doanh thu đi nha. Người ta mục tiêu doanh thu của khách sạn mình là bao nhiêu, nhưng mà trên cái cơ sở mục tiêu của toàn khách sạn bây giờ nó bắt đầu nó chia ra bộ phận, thì trong đó nè là bộ phận phòng là như vậy là cái doanh thu sẽ là bao nhiêu, rồi bộ phận nhà hàng doanh thu nó sẽ là bao nhiêu, rồi cái bộ phận dịch vụ và các cái dịch vụ bổ sung là doanh thu là bao nhiêu, tức là nó sẽ bắt đầu nó phân ra cho từng bộ phận, rồi từng bộ phận nó lại phân ra nhỏ hơn nữa và thậm chí là cho từng từng người. Cho nên là em sẽ thấy nè, là khi mà cái có bao giờ em nghe quản trị theo mục tiêu chưa các em? Quản trị theo mục tiêu nghe chưa? MBO, chút nữa là chúng ta sẽ học cái quản trị mục tiêu đó đó, thì cái này nó cũng là một phần của cái KPI nha. Ok, cho nên là các bạn thấy là cái chỉ số KPI và làm sao để xây dựng cái KPI, một trong những cái nguyên tắc á là nguyên tắc SMART. Các em còn nhớ cái nguyên tắc SMART là cái nguyên tắc chúng ta xây dựng cái gì không các em? Nguyên tắc đó là nguyên tắc chúng ta xây dựng cái gì, chúng ta xác định cái gì mà phải đảm bảo nguyên tắc SMART. Rồi cô mời Võ Thị Ngọc Lan. Dạ thưa cô, là nguyên tắc xác định mục tiêu của cô. Chính xác luôn, nguyên tắc xác định mục tiêu thì cái KPI này nó bắt buộc chúng ta cũng như vậy đó, là chúng ta cũng phải xây dựng dựa trên cái nguyên tắc SMART đó ha. Rồi cái thứ hai là nó dựa trên cái bảng điểm cân bằng nha. Bây giờ là cái thứ hai là dựa trên cái bảng điểm cân cân bằng, thì cái bảng điểm cân bằng của chúng ta đó nó lại mang một cái ý nghĩa khác. Bảng điểm cân bằng của chúng ta nó mang lại mang một cái ý nghĩa khác, tại vì đây là một cái hệ thống quản trị mà nó liên kết mục tiêu chiến lược dài hạn với những yêu cầu hoạt động hàng ngày.
Tức là bây giờ cái mục tiêu dài hạn của chúng ta như thế nào? Mà em biết rồi, mục tiêu dài hạn của mình á, là nó, thí dụ như là trong vấn đề trung hạn là từ 1 năm đến 2 năm, đúng không? Và trên 2 năm là bắt đầu là chúng ta xếp vào cái dài hạn rồi. Không? Thì nó sẽ gắn kết với lại cái mục tiêu hàng ngày của chúng ta như thế nào. Thì cái hoạt động của chúng ta thường thường á, cái balance scorecard này á, là nó sẽ có bốn vấn đề. Thứ nhất đó là vấn đề đầu tiên hết là nói gì thì nói, mục tiêu của doanh nghiệp. Mục tiêu của doanh nghiệp là gì vậy các em? Mục tiêu doanh nghiệp là gì? Nhanh. Mục tiêu của doanh nghiệp. Rồi, ok. Cô mời Nguyễn Thị Tuyết Thơ. Dạ thưa cô, là lợi nhuận. Rồi, còn mục tiêu của quản trị là gì? Mục tiêu của doanh nghiệp là lợi nhuận, nhưng mà mục tiêu của quản trị là gì, nhớ không? Trời ơi, mình học quản trị mà bây giờ mục tiêu của quản trị là gì không nhớ. Các em nói đúng rồi, mục tiêu của doanh nghiệp á, là lợi nhuận là đúng. Nhưng mà nhớ nha, mục tiêu của quản trị thì nó lại là hiệu quả nha các em. Nó lại là hiệu quả nha. Tức là mình phải làm sao mà làm cho nó đúng việc á. Nha, ok. Nó là hiệu quả nha các em. Rồi, ok. Vậy thì bây giờ về vấn đề tài chính thì đương nhiên là chúng ta sẽ đảm bảo về doanh thu nè. Rồi doanh số bán. Ủa, doanh thu với doanh số khác nhau sao, các em còn nhớ không ta? Rồi, ok. Cô mời Đỗ Minh Phúc. Dạ, thưa cô, là theo em là doanh thu là cái số tiền mình thu được khi mình kinh doanh. Còn doanh số bán là sản lượng mà mình đã hàng hóa mà mình bán được. Rồi, ok. Thì cái doanh số là mình tính trên giá trị nhân với cái số lượng hàng mình bán ra, đúng không? Còn doanh thu là số tiền mình đã thu về rồi. Còn lợi nhuận là tính bằng cách nào ta? Lợi nhuận được tính bằng cách nào? Cô mời Trần Thị Thị Trang. Thưa cô, lợi nhuận được tính bằng doanh thu trừ đi chi phí ạ. Rồi, hoàn toàn chính xác. Không? Cho nên ở đây khi mà chúng ta xem xét về vấn đề tài chính á, thì chúng ta phải cái nhà hàng và khách sạn của mình á, là cái để đảm bảo sự thành công về mặt tài chính thì cái nhà hàng và khách sạn phải thể hiện như thế nào trước cổ đông. Cổ đông là cái người mà góp vốn vô cho chúng ta đó các em. Và như vậy hàng năm là chúng ta có cái đại hội cổ đông để bắt đầu là xác định là lời lỗ như thế nào để chia cái cổ tức, đúng không? Thì về mặt tài chính á, là để đảm bảo cái sự thành công về mặt tài chính thì công ty hoặc là nhà hàng hoặc là khách sạn cần phải thể hiện như thế nào trước cái cổ đông. Tức là mình phải có cái giải trình về doanh thu nè, không, về lợi nhuận trước thuế và lợi nhuận sau thuế như thế nào, rồi giữ lại là bao nhiêu, đầu tư là bao nhiêu, rồi bắt đầu phân phối là bao nhiêu nha. Cái đó là về mặt tài chính. Cái thứ hai là về mặt khách hàng. Thì đương nhiên em sẽ thấy là khách hàng mà khi thỏa mãn thì họ sẽ trung thành, đúng không? Thường thường á, là em trung thành là khi nào mà em thấy cái đơn vị đó đáp ứng được cái nhu cầu của em, đúng chưa? Mà em nhớ là hiện nay á, cái khách hàng á, nếu mà chúng ta giữ được khách hàng á, thì một trong những cái marketing mà tốt nhất á, là marketing of mouth. Có biết marketing of mouth là gì không ạ? Hả? Đó là cái cách marketing như thế nào ạ? Rồi, ok. Cô mời Tuyết Thơ. Dạ thưa cô, là truyền miệng hả cô? Chính xác, đó là truyền miệng đó. Con à, thành ra một khách hàng mà thỏa mãn á, thì nó sẽ truyền ra 10 khách hàng, lại truyền ra 10 nữa, thì chúng ta là 1 thành 10, 10 thành 100, đúng không? 100 thành 1.000, vân vân. Tức là chúng ta sẽ có cái cách tiếp cận nhanh nhất ha. Và như vậy thì cái thị phần và số lượng khách hàng mới của chúng ta nó sẽ tăng lên, đúng chưa? Và ở đây để đạt được cái điều đó thì khách sạn cần phải thể hiện như thế nào trước khách hàng. Tức là bây giờ cái tầm nhìn của chúng ta sắp tới là chúng ta đang muốn là cái lượng khách hàng của chúng ta nó sẽ tăng bao nhiêu phần trăm, thì như vậy là bản thân khách sạn là cần phải thể hiện như thế nào trước trước khách hàng của chúng ta. Đó là cái mảng khách
khách hàng. Một cái phần nữa đó là cái quá trình kinh doanh nội bộ. Thì cái quá trình kinh doanh nội bộ nó sẽ được thể hiện qua những cái sáng kiến cải tiến hoặc là phát triển sản phẩm dịch vụ mới, rồi cải tiến hoạt động khách hàng. Còn, và cái quan trọng là phải trả lời được cái câu hỏi là để đáp ứng kỳ vọng của khách hàng và cổ đông thì khách sạn phải xuất sắc ở cái quy trình nội bộ nào. Tức là bây giờ sẽ tập trung vào cái lĩnh vực nào nha. Rồi ok, và cái mảng thứ tư đó là cái mảng học hỏi và phát triển. Đó. Thì với mảng học hỏi và phát triển thì nó thể hiện ở cái kỹ năng thực hiện công việc đó các em. Kỹ năng thực hiện công việc. Và với cái kỹ năng thực hiện công việc như vậy thì khách sạn cần duy trì khả năng thay đổi và cải tiến như thế nào nha. Thì cái bảng điểm của chúng ta phải cân đối giữa bốn cái lĩnh vực như vậy: tài chính, khách hàng, cái quá trình kinh doanh nội bộ và cái sự học hỏi và phát triển của chúng ta. Rồi ok, và bây giờ thì cô sẽ nêu một cái ví dụ về cái thẻ điểm cân bằng, tức là cái balance scorecard này của cái khách sạn White Charlotte Services ha, của một cái hệ thống Marriott nha. Thì nó gồm có Fairfield Inn với Residence Inn á, nó gồm có những cái chuỗi khách sạn như vậy á. Thì về tài chính á, cái thước đo là tăng doanh thu trên phòng là bao nhiêu, tức là nó đo bằng cái mức độ là tăng trưởng doanh thu trên phòng, revenue per room growth đó các em ha. Thí dụ mục tiêu nó đặt ra là 15% tăng trưởng doanh thu hàng năm, tức là không cần biết làm sao là đạt được 15%. Cái thứ hai á, là họ đo lường cái tỷ suất tăng lợi nhuận trên doanh thu ha. Tỷ suất tăng lợi nhuận trên doanh thu, tức là họ dùng cái thước đo đó. Còn khách hàng á, thì họ đo lường bằng cái điểm số hài lòng của khách hàng, tức là họ lấy feedback họ đo lường, và cái mục tiêu họ đặt ra là phải tăng 20% hàng năm. Về quy trình nội bộ thì dựa trên cái chỉ số đánh giá quy trình nội bộ, thì cái mục tiêu đó là phục vụ tốt và phải cải tiến được khách sạn. Về mục tiêu cái mảng thứ tư đó là học hỏi và phát triển, thì đo lường bằng cái gì các em biết không? Cái tỷ lệ nghỉ việc, là nhân viên có nghỉ việc hay là không. Và thông thường á, là cái tỷ lệ nghỉ việc hàng năm của nhân viên á, dưới 60% và cấp quản lý là dưới 20%, tức là họ đặt ra như vậy á. Tức là các em thấy là cái tỷ lệ nghỉ việc á, nó cũng thể hiện cái kỹ năng thực hiện công việc nè, và cái sự phát triển của chúng ta như thế nào. Các em có thấy là mình vô khoa đó các em. Mình vô khoa, các em có thấy là thầy cô mới cứ xuất hiện hoài không các em? Các em có để ý điều đó không? Trời, cô nói thiệt với các em nha, cô làm việc ở khoa mà cô còn không kịp nhớ tên của quý thầy cô nữa. Tại vì cứ thay đổi, cứ khoảng chừng 2 năm là thay, giống như thay máu vậy, cứ khoảng 2 năm. Em có để ý đi, thầy cô nào đó, làm việc chừng 2-3 năm, phải không à? Là bắt đầu là tung cánh bay, không? Tức là đủ lông đủ cánh rồi, được huấn luyện đầy đủ rồi là đi cái nơi khác. Mà của mình là 2 năm cũng như vậy là cũng ok đó. Chứ có nhiều đơn vị là trời ơi, là nó thay đổi hà rầm luôn. Rồi ok. Nhưng mà nếu mà cái tỷ lệ dưới 60% là vẫn có thể là chấp nhận được ha. Nhân viên ấy nha các em. Không à. Nhưng mà nếu mà cái turnover đó mà nó càng thấp thì nó càng tốt. Rồi, đó là cái bước đầu tiên về cái hệ thống đánh giá. Rồi, và cái tiêu chí đánh giá của chúng ta nè, em nhìn thấy nha, cái ở trong cùng nè, ở trong cùng nha, là cái mục tiêu chúng ta đưa ra. Tiếp theo là đảm bảo độ chính xác, đảm bảo tính thường xuyên liên tục và đảm bảo về mặt thời gian. Ha. Rồi, ok. Và như vậy thì bây giờ chúng ta sẽ bước vào cái bước thứ hai là lựa chọn phương pháp đánh giá. Thì hiện nay á, là về cái cách đánh giá, nó có nhiều cái cách đánh giá lắm các em. Chấm điểm nè, phỏng vấn đánh giá nè, phê bình lưu giữ nè, so sánh cặp nè, xếp hạng luân phiên nè, quản trị mục tiêu nè, định lượng nè, quan sát hành vi nha. Nhưng mà
ở đây á, thì cô chỉ giới thiệu với các em là những cái phương pháp nào mà được thực hiện nhiều nhất ở đơn vị nha. À, thí dụ như là phương pháp chấm điểm nè, phương pháp mà so sánh cặp, phương pháp quản trị mục tiêu với quan sát hành vi, tức là cô sẽ giới thiệu với các em bốn cái phương pháp đó. Còn bốn phương pháp còn lại á, là cô chỉ giới thiệu cho các em. Thì cái phỏng vấn đánh giá là như thế này nè. Thí dụ như là khi mà các em thấy rất là rõ là cái này có thể là phỏng vấn một người, có thể là phỏng vấn một nhóm để chúng ta đánh giá. Nhưng mà nếu mà chúng ta phỏng vấn để chúng ta đánh giá thì các em thấy có mất nhiều thời gian không các em? Theo các em á, mất nhiều thời gian không ạ? Dạ có. Trời ơi, mất rất là nhiều thời gian đúng không? Không à? À, cho nên á, là cái phương pháp này á, là cũng hạn chế thôi. Đúng không? Cũng hạn chế. Rồi còn phương pháp phê bình lưu giữ, em nghe cái chữ phê bình rồi lưu giữ, như vậy có nghĩa là gì? Là trong cái trường hợp mà cái người nhân viên đó có thể là họ làm một cái điều gì đó rất là tệ, hoặc là có thể họ làm một cái điều gì đó rất là giỏi, thì sẽ tiến hành lưu giữ lại. Và thiệt ra cái phê bình lưu giữ này nó chỉ phù hợp cho cái quá trình chúng ta huấn luyện thôi. À, thì nó sẽ tốt. Chứ còn nếu như mà chúng ta áp dụng, trời, làm sao mà chúng ta giám sát và chúng ta có thể ghi lại được hết từng người là cái điểm tốt là cái gì, nổi bật nhất là cái gì, mà tệ nhất là cái gì, đúng chưa? Rồi còn cái xếp hạng luân phiên, xếp hạng luân phiên là vậy nè. Thí dụ như bây giờ cô nhìn ở đây là cô thấy là Nhân, Trang, Quyên, Cúc, Minh Phúc, Tuyết Thơ, Mỹ Tiên, Ngọc Lan, thí dụ như vậy đi, là các em là nhân viên của cô. Thì bây giờ cô sẽ xếp hạng, thí dụ như cô nhìn thấy ở đây, cô thấy là thí dụ như là Tuyết Thơ là trả lời nhiều nhất, vậy cô xếp hạng số 1, là đứng hạng số 1 nha. Tuyết Thơ khoái kìa, nó cười kìa, nó khoái, nó cười. Rồi thí dụ như là Thùy Trang xếp hạng số 2, rồi Minh Phúc xếp hàng số 3, Ngọc Lan xếp hàng thứ 4, rồi Hà Thị Cúc xếp hàng thứ 5, vân vân. Tức là cô sẽ xếp hạng cho các em, không à? Và sau đó thì chúng ta sẽ và các em thấy nếu mà tức là không có dựa trên cái gì á, tức là nhìn trên cái cách các em làm việc, và như vậy là tôi là tiến hành là xếp hạng. Và xếp hạng luân phiên á, là sao? Có nghĩa là cái đợt này là như vậy, nhưng cái đợt tới có thể nó thay đổi. Thì hoặc là tôi đánh giá, cái hội đồng đánh giá gồm có tôi, thầy Định, và tôi và thầy Định là sẽ cùng đánh giá với nhau. Thì cái anh nào á, mà có tần số xuất hiện nhiều nhất á, thì coi như là sẽ thống nhất là cái anh đó xếp hạng cao. Nhưng bây giờ các em cứ thử tưởng tượng là trời ơi, công ty của mình mà nó quất đơn giản thôi, chừng 15 người thôi mà em xếp hàng theo thứ tự từ 1 cho đến 15 là em thấy mệt mỏi rồi, đúng chưa? Không à, huống chi nếu mà trên 15 người thì không biết chuyện gì xảy ra nha. Rồi còn cái phương pháp định lượng này là một cái phương pháp là dựa trên cái cách chúng ta định lượng, thường là dựa trên cái toán học để mà chúng ta cân đong đo đếm. Thì ở đây cô chỉ giới thiệu những cái phương pháp nào mà thông dụng nhất, mà hiện nay nhà hàng khách sạn xài nhiều nhất thì cô giới thiệu nha. Vậy thì bây giờ chúng ta có bốn cái phương pháp còn lại nha. Đó là chấm điểm, so sánh cặp, quản trị mục tiêu và quan sát hành vi. Bây giờ các em hãy cho cô biết, theo các em, trong bốn phương pháp đó, phương pháp nào mà hiện nay gần như là 100% các công ty, các nhà hàng khách sạn sử dụng để đánh giá? Phương pháp chấm điểm nha, phương pháp so sánh cặp nha, phương pháp quản trị mục tiêu và phương pháp quan sát hành vi. Thì theo các em, trong bốn phương pháp đó đó, đúng không? Thì phương pháp nào mà gần như tất cả các cái tổ chức đều sử dụng để đánh giá? Rồi, cô mời Mai Yến Nhi. Dạ thưa cô, em nghĩ là phương pháp quan sát hành vi. Phương pháp quan sát hành vi. Dạ. Rồi, cảm ơn Mai Yến Nhi. Nhưng rất tiếc câu trả lời của các em chưa đúng.
Như vậy là các em có thể loại trừ ra được rồi đó nha. Rồi, ok. Người thứ hai, cô mời đó là Đặng Thị Thúy An. Cô mời Đặng Thị Thúy An. Ủa Thúy An ơi, em có đó không? Thúy An. Cái wifi này bạn nó bị gì vậy cô? Trời ơi, nó giơ tay rồi, nó đi đâu mất tiêu rồi. Rồi vậy thôi, cô mời Lương Kim Tuyền của N33. Dạ thưa cô, theo em nghĩ là phương pháp chấm điểm rồi. À, phương pháp chấm điểm. Rồi, ok. Cô mời Hà Thị Cúc, theo em là phương pháp nào ạ? Theo em là phương pháp nào Cúc? Hồi nãy là bạn Tuyền nói là phương pháp chấm điểm đó. Và theo em là phương pháp nào? Em có đồng ý với lại ý kiến của Tuyền không? Em đồng ý với chị Tuyền đó cô. Của bạn Tuyền đó cô. À rồi, ok. Rồi, cảm ơn Cúc. Kiều Tiên, Kiều Tiên ơi. Em có đó không? Dạ, có không? Rồi, em nghĩ là phương pháp so sánh cặp ạ. À, em nghĩ là phương pháp so sánh cặp. Rồi Nguyễn Kiều Tiên là so sánh cặp. Rồi, ok. Kiều Tiên là của N33. Rồi, cô mời bạn Trần Mỹ Duyên. Cô tạo điều kiện đi, các em có điểm cộng á. Rồi, cô. Ừ, dạ, rồi. Cô là, theo em là phương pháp quản trị mục tiêu. À, theo em là phương pháp quản trị mục tiêu. Rồi, ok. Không có cái điểm cộng này nó cũng đỡ lắm nha các em. Rồi, ok. Cô hỏi một bạn nữa nha, là bạn Huỳnh Thị Hoài Thu. Huỳnh dạ. Thị Hoài Thu của em là 33. Dạ cô, là em nghĩ là phương pháp quản trị mục tiêu của cô. À, em cũng nghĩ phương pháp quản trị mục tiêu luôn phải không? Ok. Tiết Thơ có đồng ý là quản trị, theo em là quản trị mục tiêu hay quan sát hành vi hay là chấm điểm, Tiết Thơ? Thì em cũng là theo là phương pháp quản trị mục tiêu đó cô. À, em là quản trị mục tiêu. Rồi, ok, cảm ơn em. Rồi, bây giờ cô cho em biết kết quả nha. Rồi, cảm ơn các em. Nhưng mà thiệt ra câu trả lời đúng đó là phương pháp chấm điểm các em ơi. Phương pháp này là cái phương pháp là gần như 100% là thực hiện á. Không à, gần như 100% thực hiện cái phương pháp chấm điểm này. À, rất là nhiều. Phải không ạ? À, thì cái phương pháp chấm điểm này nó như thế nào? Rồi, à, phương pháp chấm điểm hay còn gọi là phương pháp lập bảng điểm. Thì người ta sẽ thiết lập hệ thống thang điểm để đánh giá theo các tiêu chí. Mà thường các tiêu chí đó là nó gồm những cái tiêu chí gì? Thí dụ như về thời gian làm việc, có đảm bảo ngày công hay là không? Ha. Rồi, hiệu quả công việc. À, coi cái khả năng hoàn thành công việc như thế nào, rồi quan hệ hợp tác, khả năng hợp tác với đồng nghiệp ra làm sao, trình độ kỹ năng, thao tác chuyên môn trong công việc và cái tổ chức kỷ luật là chấp hành nội quy, à, chấp hành nội quy. À, thí dụ như Windsor, cái Windsor Hotel á, là họ đưa ra 8 tiêu chí và có tổng cộng là 8 tiêu thức và tổng cộng là 33 tiêu chí. Thì họ sẽ coi cái số lần xuất hiện, cái frequency á, tần số xuất hiện, à, thì không bao giờ á, là coi như là không điểm. Rồi hiếm khi á, là 1 điểm, thỉnh thoảng á, là 2 điểm, thường xuyên là 3 điểm và luôn luôn là 4 điểm. Tức là ở Windsor, nếu mà em đi làm việc ở Windsor là nó có cái hệ thống bảng điểm như vậy. Thì coi như 33 mà nhân cho 4 là 132 điểm, đúng không? Là tối đa. Thì khi mà họ đánh giá em á, mà em biết là nếu mà em ở cái mức độ trung bình á, tức là chúng ta là có 66, 70 điểm đó, là có nghĩa là họ đánh giá em poor, là loại kém rồi đó. Tức là nếu như em ở cái mức độ là 70 điểm, tức là trung bình chứ gì, là thậm chí còn hơn được 4 điểm là người ta đã đánh giá em loại kém rồi.
đã đánh giá em loại kém rồi. Cho nên á, cái loại mà trung bình mà của Windsor á, là em phải đạt từ 100 điểm trở lên thì em mới được đánh giá là trung bình ha, tức là fair. À, chứ còn nếu mà em dưới cái mức đó á, là coi như là họ đánh giá em là kém. Nhưng mà họ cũng cho em cơ hội để coi thử coi em có ok hay là không. Và nếu như là cái tháng kế tiếp mà vẫn không ok thì có nghĩa là thêm một tháng nữa là em sẽ bị loại khỏi cuộc chiến. Hoặc là thí dụ như ở trường mình nè các em, là các thầy cô giáo và nhân viên ở trong trường á, thì 6 tháng là cũng sẽ được đánh giá thì và nó sẽ có những cái điểm trừ, nó có những cái điểm trừ và xếp loại A B C D, phải không ạ? Thì xếp loại A là được thưởng, phải không ạ? Tức là nếu mà từ 90 điểm trở lên là được A, nhưng mà thí dụ như 80 đến 90 là B, rồi xong 70 đến 80 thì C, rồi dưới 60 là coi như là loại D, không? Mà em biết cô nhớ là lúc mà cô đi làm ở cái đơn vị cũ của cô, trời kinh khủng lắm. Tức là cái thang điểm của cô là 100, nhưng mà bắt đầu thống kê những cái lỗi mà vi phạm á, mà coi như vi phạm thí dụ nha, đi dạy trễ, tức là đi vô lớp mà trễ đó các em, thì như vậy là trễ lần thứ nhất là nhắc nhở, không à, trừ 2 điểm. Nhưng trễ lần thứ hai là bắt đầu là trừ 5 điểm, trễ lần thứ ba trừ 10 điểm. Mà em biết không, mỗi lần mà bị trừ 10 điểm là coi như là bị tuột hạng, bị tuột rồi. Tức là xuống cái loại B là mất đi là, xuống loại B là mất 10% tổng thu nhập. Mà em biết là 10% tổng thu nhập, tại vì ở bên trường cũ của cô là cái tổng thu nhập nó có cái chỉ, nó có cái chi tiêu nội bộ và chỉ thị 40 á, cho nên là cái thí dụ như lương là được thêm một lần lương nữa là coi như hai lần lương. Thí dụ lương em 8 triệu đi thì thành ra là 16 triệu á, mà bây giờ em bị trừ 10 điểm là em bị mất 1,6 triệu á, em bị mất 1,6 triệu luôn các em, cho nên thế thảm lắm. Hoặc là thí dụ như là có nhiều cái tiêu chí mà đặt ra là coi như ai cũng khiếp vía hết, không à? Thì như vậy là ngay lập tức là để làm gì, là họ sẽ cố gắng, đúng không ạ? Thì khi mà, và cô nhắc lại là gần như tất cả các đơn vị là gần như nha, cũng phải là 80%, hơn 80% là dùng cái phương pháp này để đánh giá. Thì cái đây là một cái thí dụ nha các em, đây là một cái thí dụ nha. Thí dụ như là đánh giá là trên khối lượng công việc, chất lượng công việc, tính tin cậy, khả năng xét đoán, khả năng hiểu biết, thái độ, tinh thần hợp tác, rồi khả năng và triển vọng hợp tác. Thí dụ như bây giờ cô đánh giá bạn Trần Thị Thùy Trang đi, khối lượng công việc là thuộc loại khá là cô cho 4 điểm ha. Rồi chất lượng là khá cô cho 4 điểm, độ tin cậy cô thấy là xuất sắc cho 5 điểm, khả năng xét đoán là ở mức độ trung bình cho 3 điểm. Thì như vậy là cô tổng hợp lại. Rồi Tuyết Thơ cũng vậy, không, Tuyết Thơ cũng vậy, là cứ mỗi một người là tự bản thân các em là tự đánh giá, và sếp của em là người giám sát sẽ đánh giá. Thì như vậy là nó sẽ có cái kết quả, còn kết quả thì rõ ràng với cái phương thức này thì cái ưu điểm là gì, số liệu nó rõ ràng thì bao nhiêu điểm là thấy, không, và nó thuận lợi trong việc so sánh hiệu quả giữa các nhân viên, là ai cao điểm hơn thì ở cái mức độ cao hơn, và ai mà thấp điểm hơn thì ở cái mức độ thấp hơn. Nhưng theo em á, là ở đây á, tùy thuộc vào mức độ khách quan của người cho điểm. Em có đồng ý với ý kiến này không? Tức là nó tùy thuộc vào cái người cho điểm rất là nhiều á. Nếu mà người cho điểm mà khách quan á thì coi như là đánh giá tốt, nhưng mà nếu mà người cho điểm mà không khách quan á thì ngay lập tức, thí dụ như thay vì á là em chỉ được có 3 điểm thôi, nhưng mà bây giờ là tôi thấy là trời ơi, cô thấy Hà Thị Cúc dễ thương quá, Nguyễn Thị Tuyết Thơ dễ thương quá, Trần Thị Thùy Trang dễ thương quá, nó ngồi dậy kìa, nó đang nằm nó ngồi dậy kìa, thì cô cho thay vì 3 điểm cái cô nâng lên là 4 điểm, đúng không? Không à, cũng giống như em á, em thích ai là tự nhiên là em sẽ chiều cái cảm xúc của em và em sẽ nới rộng cái việc đánh giá của em. Có nghĩa là nó tùy thuộc vào cái mức độ khách quan, hay anh nào khách quan
giống bao thanh thiền á, thì đánh giá rất là chính xác. Còn anh nào mà không giống bao thanh thiền, đem cái cảm xúc mình vô là cô đảm bảo là cái việc đánh giá nó sẽ không có, nó mang tính cảm tính nhiều hơn là nó mang tính khách quan ha. Thì đó là cái phương pháp đánh giá bằng bảng điểm. Nhưng phương pháp này dễ, cho nên là gần như là các đơn vị người ta thực hiện theo phương pháp này. Phương pháp thứ hai đó là quan sát hành vi. Hồi nãy là cô nhớ có một bạn nói quan sát hành vi, hình như Tuyết Thơ phải không? Tuyết Thơ không phải Thơ dạ không phải em cô. Ủa, hồi nãy em nào là, em nào nói với cô là hình như là Thúy An hay Thúy An. Thiệt ra quan sát hành vi thì có thể là ứng dụng ở cái ngành của mình. Ngành của mình thì có thể là quan sát hành vi được. Nhưng mà em thấy là nếu như mà em làm việc mà đối tượng của chúng ta là người á, tức là chúng ta phục vụ cho khách hàng á, mà mình dùng phương pháp quan sát hành vi á, là nó hơi bị căng á. Tức là bản thân cái người khách hàng đó họ bị ảnh hưởng tâm lý liền. Nên chúng ta cũng hạn chế. Thường thường quan sát hành vi này thì chúng ta đứng xa xa chúng ta quan sát, đúng không ạ? Chứ nếu mà nó giống như là các khách sạn 5 sao á, em thấy là có cái bộ phận kiểm tra họ ghê lắm nha. Cho nên ở đây cô sẵn đây nhắc nhở luôn nha các em. Nó có những cái bộ phận kiểm tra mà họ giả làm khách hàng và họ tới. Thí dụ em đứng ở quầy tiếp tân, em là receptionist, thì họ sẽ giả vờ như là khách sạn và họ sẽ yêu cầu em cái này cái kia cái nọ, không? Mà cô nói là khách sạn năm sao nội cái câu chào thôi là nó phải chính xác, không à? Chứ nếu như mà em chào mà nó không đúng á, thí dụ như khách vô mà em hello một cái á, là coi như mình tiêu rồi, đúng không? Hoặc là thí dụ như là nó có những cái chuẩn mực, giả sử như người ta bắt mình phải nói là how may I assist you, nhưng mà nếu như what can I do for you là coi như là mình có thể là bị đánh giá là thấp rồi, đúng chưa? Thành ra là ở đây chúng ta có thể dùng phương pháp quan sát hành vi để đánh giá khi họ thi hành cái nhiệm vụ. Như vậy chúng ta có thể khảo sát anh housekeeper, có thể khảo sát cái anh F&B server. Và ở đây cái ví dụ mà cô đưa ra đó là cái người nấu bếp, cook, đúng không? Thì quan sát bằng cách nào? Không để khách phàn nàn về chất lượng món ăn. Tức là khách mà chê về cái chất lượng món ăn là điều đó có nghĩa là đánh giá thấp rồi đó. Trình bày món ăn phải đẹp mắt và sáng tạo. Em có công nhận với cô là trời, nội mà cô coi ở trên tivi á, thí dụ như bữa ăn nhớ đời hay là những cái chương trình nào mà về ẩm thực á, trời ơi cô thấy họ trình bày, hoặc là những cái cuộc thi á, MasterChef, trời ơi sao cô nhìn thấy họ trình bày nó đẹp ơi là đẹp luôn á. Đi ăn đám cưới cũng vậy, trời ơi họ trình bày rất là đẹp nha, rất là sáng tạo nha các em, không à? Rồi không làm lãng phí thức ăn, cái này là chắc chắn rồi. Mùa dịch này là nhớ đừng lãng phí thức ăn nha. Thức ăn của chúng ta rất là khó khăn á, không có lãng phí nha. Và chính vì vậy đừng có mua rau mua củ nhiều quá nha, để tủ lạnh 2-3 ngày nó bị hư rồi lãng phí thức ăn, không? Trong khi người khác không có ăn, đúng nào? Rồi vệ sinh sạch sẽ sau khi hoàn tất món ăn thì đó là cái quan sát hành vi và ưu điểm. Thì đương nhiên thông qua hành vi thực tế thì mình có cơ sở để đánh giá rõ ràng. Em thấy là phỏng vấn tuyển dụng là người ta cũng đánh giá dựa trên hành vi mà, đúng nào? Nhưng mà thực tế là nó chỉ thể hiện có một phần thôi. Cho nên á, là nếu như chúng ta dựa trên cái quan sát hành vi này thì những cái tiềm năng, những cái năng lực mà tiềm ẩn của cái người nhân viên đó thì chúng ta lại không thấy. Và như vậy là khó phát triển, đúng không? Thì đó là cái nhược điểm của cái quan sát hành vi. Tức là chúng ta chỉ nhìn vô một cái hành vi ứng xử nào đó và chúng ta có nhận định. Thì như vậy là nó không có chính xác lắm. Đó là phương pháp so sánh hành vi nha. Rồi, bây giờ cái phương pháp mà hồi nãy có một bạn cũng chọn phương pháp so sánh cặp. Thì phương pháp so sánh cặp này nó có một cái nhược điểm giống như là xếp hàng luân phiên nè. Chúng ta không thể nào áp dụng số lượng nhiều được các em. Chỉ tầm 10 người trở xuống thôi à. Chứ còn nếu số lượng nhiều quá chúng ta không có áp dụng được. Thì sẽ so sánh bằng cách nào? Khi mà so sánh cặp tức là người này sẽ so sánh với người kia. Thí dụ nè,
Thí dụ như bây giờ cô sẽ coi như là thí dụ như hữu nhân so sánh với Thùy Trang, hữu nhân so sánh với Lâm Quyên, hữu nhân so sánh với Hà Thị Cúc, hữu nhân so sánh với Đỗ Minh Phúc, rồi so sánh với Tuyết Thơ. Là bây giờ cô chỉ nói là 5 người thôi nha. Nè, 5 người nha, hữu nhân so sánh với Thùy Trang nè là một cặp nè, hữu nhân so sánh Lâm Quyên hai cặp nè, hữu nhân so sánh với bạn Hà Thị Cúc ba cặp nè, hữu nhân so sánh với Đỗ Minh Phúc đó là 4 cặp. Rồi tiếp theo nữa nè, Thùy Trang so sánh với Lâm Quyên là 5 cặp, phải không ạ? Thùy Trang so sánh với Hà Thị Cúc là 6 cặp, Thùy Trang so sánh với Đỗ Minh Phúc là 7 cặp. Rồi, Võ Lâm Quyên so sánh với Hà Thị Cúc là 8 cặp, Võ Lâm Quyên so sánh với Đỗ Minh Phúc là 9 cặp, đúng không? Và cuối cùng đó là gì? Hà Thị Cúc so sánh với Đỗ Minh Phúc. Tức là chúng ta có tổng cộng là 10 cặp, là chúng ta chỉ mới có bao nhiêu? 1, 2, 3, 4, 5. Có 5 người thôi mà chúng ta phải tách ra thành là 10 cặp và chúng ta so sánh. Huống chi là nếu như chúng ta có 10 thì em sẽ thấy là nó cái tổ hợp chập hai của chúng ta là nó biết là bao nhiêu lần, đúng không? Và khi so sánh á, thì cho điểm theo nguyên tắc như thế này. Thí dụ như bây giờ cô so sánh bạn Nhân với Thùy Trang đi. Còn nếu ngang nhau thì Nhân được điểm, Trang được điểm. Nhưng mà thí dụ như là bây giờ nói về mức độ là nhanh nhạy đi, nhanh nhạy nha. Thí dụ như cô đánh giá là Trang nhanh nhạy hơn là Nhân nữa, không thì Trang sẽ được 2 điểm, nhưng mà Nhân là coi như kém hơn thì không điểm. Hoặc là ngược lại, thí dụ Nhân nhanh nhạy hơn Trang thì Nhân sẽ được 2 điểm và Trang sẽ là không điểm. Thì cứ thế là cô phải so sánh tổng cộng là 10 cặp như vậy, mà chúng ta chỉ mới có 5 người thôi nha các em, mà chúng ta có 10 lần so sánh như vậy đó, 10 lần so sánh như vậy, và chúng ta sẽ cộng điểm lại. Thì cái người nào có điểm cao nhất thì cái người đó là người nào nhiều điểm nhất thì coi như là có hiệu quả nhất, tức là sẽ được đánh giá là tốt nhất. Như vậy cái phương pháp này ưu điểm á, thì nó sẽ có giá trị hơn cái phương pháp xếp hạng luân phiên hoặc là cái phương pháp là lưu giữ. Nhưng mà nó có cái nhược điểm là gì? Số cặp so sánh quá nhiều thì làm cho việc so sánh nó trở nên khó khăn, đúng không? Nãy là chúng ta mới có 5 thôi mà tách ra là thành ra tới 10 cặp rồi đó, không à? Và chỉ cho phép so sánh những nhân viên cùng thuộc một nhóm công việc. Thí dụ như em làm bộ phận FO là tất cả là FO hết, không à? Rồi và nó phải cùng luôn một cái vị trí, thí dụ receptionist là receptionist, thì như vậy là nó sẽ dễ dàng đánh giá hơn ha. Chứ còn giữa FO với MB mà các em so sánh với nhau đó, thì nó hơi khập khiễng. Rồi ở đây việc sắp xếp nhạy cảm là với các sai lầm, tại vì em thấy là cái người nào mà nhỉnh hơn chút là được 2 điểm rồi, và cái người kia là không điểm, cho nên có thể làm giảm cái tinh thần làm việc và cái sự đoàn kết của nhân viên. Và thậm chí là gì, là tôi phải tìm cách như thế nào để tôi vượt mặt cái anh kia, tôi được đánh giá là 2 điểm còn anh sẽ là 0 điểm. Thì đó là cái phương pháp so sánh cặp. Rồi ok, một cái phương pháp nữa đó là phương pháp quản trị theo mục tiêu. Quản trị theo mục tiêu thì cái phương pháp quản trị theo mục tiêu được thực hiện như thế này, là em phải xác định cái chỉ tiêu hoàn thành của người nhân viên và em sẽ kiểm tra cái khối lượng sản phẩm hay là cái số lượng sản phẩm cùng với cái chất lượng công việc mà cái người nhân viên đó hoàn thành. Thì đây cũng là cái cơ sở theo nó gần giống như là cái kiểu của KPI của chúng ta đó, gần giống như vậy đó các em. Nhưng mà với cái quản trị theo mục tiêu này á, thì các em lưu ý á, là tôi cần phải có sự tham gia của cấp dưới để xác định cái mục tiêu như vậy là ok hay chưa. Nhưng mà khi mà đã là chấp nhận cái mục tiêu đó cho cái anh nhân viên đó, thì bản thân tôi là cái cấp quản lý trực tuyến, tôi phải tạo điều kiện và hỗ trợ cho anh ta thực hiện. Chứ còn nếu như bạn giao mục tiêu mà bạn không có tạo cái điều kiện để hỗ trợ, không à, thì coi như là không được rồi, đúng chưa? Có nghĩa là khi chúng ta buộc làm một cái điều gì đó thì chúng ta phải có những cái giải pháp đi kèm ha. Thì cái phương pháp này đó,
nó có được một cái ưu điểm là gì, nhân viên có định hướng cụ thể về mục tiêu thì cái này chắc chắn rồi. Ví dụ cho em mục tiêu doanh thu là 100 triệu một tháng, như vậy em thấy là bây giờ tôi không cần biết tôi làm sao để đạt được 100 triệu, không? Cái thứ hai là có cơ sở so sánh và đối chiếu. Nhưng cái nhược điểm là gì? Chỉ tiêu đề ra nó có thể không phù hợp, trời nó cao quá tôi không thực hiện được. Và đặc biệt là không đánh giá được yếu tố về tinh thần, thí dụ như trách nhiệm trong công việc ra làm sao, thái độ hợp tác và cái mục mà giúp đỡ đồng nghiệp. Tại vì thường thường á, cái mục tiêu mà mình đưa ra là nó mang tính chất định lượng nhiều lắm, ít khi nào định tính ha. Thì đó là cái ưu nhược điểm của quản trị theo mục tiêu. Cái này á, là khi mà các em học quản trị học á, là các em cũng đã được học cái quản trị theo mục tiêu này rồi ha. Bây giờ là chỉ có nhắc lại, tức là người ta dùng cái này để mà người ta đánh giá. Rồi, như vậy là các em thấy là nãy giờ là cô giới thiệu em 4 phương pháp chấm điểm, phương pháp so sánh cặp, phương pháp quan sát hành vi và cái phương pháp quản trị theo mục tiêu. Và cô nhắc lại một lần nữa, trong đó cái phương pháp lập bảng điểm hoặc là chấm điểm á, thang điểm á, thường thường nó sẽ áp dụng theo cái thang điểm Likert là được ứng dụng nhiều nhất. Đó là cái bước thứ hai. Vậy cứ bước thứ ba, ai là người đánh giá? Ai là người đánh giá? Thì đương nhiên cái người tham gia đánh giá là lãnh đạo và giám sát trực tiếp. Rồi một số cán bộ công nhân viên, cá nhân người lao động và khách hàng kết hợp với ý kiến đánh giá để có thể có một cái bảng nhận xét riêng, nhận xét chung. Rồi bây giờ cô nói như thế này nè, những em nào mà đã từng đi làm rồi em sẽ thấy là mỗi khi mà đánh giá là mình sẽ được phát cho một cái phiếu đánh giá, đúng không? Cái mình tự đánh giá vô, sau khi mình tự đánh giá xong cái mình bắt đầu mình nộp vô cho cái phòng chức năng của mình, tức là nộp cho cái sếp quản lý trực tuyến của mình. Thì có thể sếp sẽ tổ chức một cái cuộc họp của phòng và bắt đầu là ngồi đánh giá, tức là lấy ý kiến của tất cả những cái người chung quanh và đánh giá điều chỉnh cái điểm của mình và thống nhất. Nhưng cũng có thể là sếp sẽ trực tiếp đánh giá em luôn, tức là không có cái cuộc họp, cho nên khi đánh giá là không ai biết ai hết á. Nhưng mà khi mà sếp trực tiếp đánh giá em rồi á, thì sếp sẽ mời em lên. Nếu như mà tổ chức cuộc họp á, là coi như không có mời nữa nha các em, là tại vì là đã thống nhất rồi nên không có mời rồi. Nhưng nếu như sếp là đánh giá một mình ơn á, thì khi mà đánh giá xong á, thì sếp sẽ mời em lên để thực hiện cái cuộc phỏng vấn đánh giá. Và sếp sẽ cho em biết là em có cái điểm mạnh gì cần phát huy và em có cái điểm yếu gì cần phát huy. Thì đó là cái mà cô lưu ý các em. Và như vậy thì chắc chắn là mình phải có văn bản hướng dẫn. Khi đánh giá thi đua là phải có văn bản hướng dẫn. Còn trong trường hợp cái đánh giá theo cái KPI thường thường là thậm chí là nó có cái lớp tập huấn luôn ha. Đó là bước thứ ba. Rồi, ok. Bước thứ tư. Vậy thì giờ là đo lường cái hiệu quả công việc thôi. Thì coi là thực tế thực hiện cái công việc như thế nào. Thì tôi thu thập bằng cách gì? Là quan sát và kiểm tra tiến trình làm việc của nhân viên. Tính khối lượng hoàn thành công việc, theo dõi ngày công, nội quy kỷ luật của nhân viên, rồi phỏng vấn, tham khảo ý kiến của người khác và ghi lại những sự kiện quan trọng về nhân viên. Tại vì cái anh nhân viên này có thể là có những cái thành tích tốt mình ghi lại và cũng có thể là có những cái thành tích không tốt. Nhưng mà các em thấy là đánh giá nguyên cả một cái quá trình thì người ta sẽ xem. Thí dụ như bây giờ là em thấy ở khoa đó khi đánh giá cô á, thì trước tiên á, là trước đó là cô đã phải đăng ký cái kế hoạch mà cô phải làm là cái gì. Thí dụ như là cô sẽ thực hiện xây dựng ngân hàng để thi, cô thực hiện là xây dựng đề cương, hoặc là cô thực hiện là xây dựng cái giáo án, hay là cô sẽ tham gia là xây dựng cái giáo trình. Tức là cô phải đưa ra những cái tiêu chí, những cái mục tiêu mà mình phải đạt được, không? Thì khi mà cô thực hiện xong sau 6 tháng thì cái việc hoàn thành của cô là đến đâu
Thì như vậy là thầy Định sẽ giám sát lại coi cái quá trình thực hiện. Trong quá trình đó thì đương nhiên là thực hiện dưới sự chỉ đạo của thầy Định, thì thầy Định sẽ kiểm tra lại toàn bộ, quan sát cái quá trình thực hiện của cô và coi thử cô hoàn thành, được đánh giá là hoàn thành công việc đến đâu, rồi ngày công của cô có đảm bảo hay hay là không. Và thí dụ như có những cái sự kiện quan trọng gì, thí dụ như là thành lập câu lạc bộ tiếng Anh chẳng hạn, là ok, là ghi lại những cái sự kiện quan trọng đó ha. Thì đó là cái bước thứ tư rồi. Ok, vậy thì bây giờ tiêu chí mình có rồi, phương pháp mình có rồi, người mình có rồi, và thực tế đo lường là mình có rồi. Vậy theo em cái bước thứ năm là mình làm gì đây các em? Mình dự đoán thử coi bước thứ năm là mình làm gì hả? Bước tiếp theo là mình làm gì? Phương pháp có rồi nè, tiêu chí có rồi nè, tiêu chuẩn có rồi nè, phương pháp có rồi nè, người đánh giá cũng có rồi nè, phải không ạ? Rồi mình thu thập thông tin, cái số liệu cụ thể thực hiện là mình cũng có luôn rồi. Vậy giờ bước thứ năm là làm gì? Rồi, ai biết bước thứ năm là chúng ta làm gì? Ủa, cái bạn Nguyễn Ngọc Thạch này là bị văng ra hay là sao vậy các em? Rồi, cô mời Trần Mỹ Duyên. Cô là thực hiện đánh giá. Rồi, và thực hiện đánh giá bằng cách nào Mỹ Duyên ơi? Theo em thực hiện đánh giá bằng cách nào? Dạ, cô chưa ra, đợi em tí. Hả? Bây giờ mình thực hiện đánh giá là mình làm gì các em? Rồi, cô mời Trần Thị Điệp Trang. Dạ thưa cô, theo em á là mình sẽ đánh giá dựa trên mà cái kết quả làm việc của nhân viên đó so với cái bản tiêu chuẩn, so với cái tiêu chuẩn công việc mình đề ra nó có hoàn thành tốt hay không, có thể phát triển nữa được hay không. Rồi ok. Thực sự ra em nói đúng rồi, nhưng mà cái em thấy là khi mà mình thực hiện việc đánh giá là mình sẽ đưa ra cái chuẩn mình đặt ra, giống như hồi nãy cô nói cái mục tiêu của cô là như vậy, thì coi cái quá trình thực hiện của cô như thế nào, đúng chưa? Có nghĩa là mình so sánh với cái tiêu chuẩn đó. Rồi, như vậy thì cái bước thứ năm của chúng ta đánh giá kết quả thực hiện, và mình sẽ đánh giá bằng cách nào? Mình dựa trên tiêu chí đối chiếu kết quả thực hiện của nhân viên với bản tiêu chuẩn công việc ha. Tức là dựa trên cái kết quả thực hiện với cái tiêu chí mà mình đặt ra ở trong cái bản tiêu chuẩn, thì mình có mức độ hoàn thành bao nhiêu phần trăm, thái độ thực hiện tốt hay là không, kỹ năng làm việc như thế nào, và triển vọng phát triển ra sao ha. Thì đó là đánh giá kết quả thực hiện, đúng chưa? Rồi, tức là thực hiện cái việc đánh giá đó. Và cái bước tiếp theo của chúng ta, rồi bây giờ chúng ta đánh giá rồi thì chúng ta sẽ làm cái gì nữa? Trong quá trình đánh giá thì các em cần lưu ý những cái điều sau đây. Thứ nhất là có những cái lỗi mà khi đánh giá dễ bị mắc phải lắm các em ạ. Không, và cái lỗi đó là lỗi gì? Đó là lỗi thiên vị. Cô hỏi thì các em trong cuộc sống của em nè, phải không? Thì thí dụ như em chơi một nhóm bạn đi thì em có thiên vị không? Thí dụ bạn nào mình thích hơn á, cái mình thiên vị về cái người đó hơn một chút, có không các em? Hoặc là cô nói thí dụ là trong nhà mình thôi, trong nhà mình cái ba mẹ mình á, là trong những đứa con thế nào cũng phải có một đứa được cưng hơn một chút, mình nhìn thấy luôn á. Có không, có không? Dạ có. Cái đó dạ là có. Điều chắc chắn rồi. Cô nói thật với các em, ngay cả học trò cũng vậy nha.
học trò cũng vậy. Tại vì thí dụ như người học trò nào mà tương tác với cô nhiều thì đương nhiên cô phải quý hơn những người khác rồi. Cho nên là các em cũng đừng có thắc mắc là tại sao là ở những bạn đó là cô quý, cô thân như vậy. Đơn giản là tại vì tương tác với mình nhiều vậy thôi à, âm mình nhiều vậy thôi à. Cho nên á là thực tế khi đánh giá đôi khi là cũng có rơi vào cái tình trạng đó gọi là thiên vị, có nghĩa là mình người nào mình yêu quý hơn á thì cái việc đánh giá của mình nó nới lỏng ra, còn cái người nào á mà mình không thích á, không ưa á, thì mình siết chặt hơn, đúng không? Trời ơi, khi thương trái ấu nó cũng tròn, mà khi ghét trái bồ hòn nó cũng thành méo mà, đúng không ạ? À, mà thường các em dùng cái từ gọi là dìm hàng đó, đúng không? Dìm hàng hồi xưa á, thì mình dùng cái từ gọi là trù dập, nhưng mà bây giờ cái từ trù dập nghe nó ghê quá, con nghe nó có là có vẻ căng thẳng quá, dùng từ dìm hàng có bộ là nó có lý hơn ha. À, rồi một cái lỗi nữa gọi là cái lỗi trung bình hay cái lỗi bình quân, khi mà cô đánh giá, thí dụ như bây giờ cô đánh giá, cô cho điểm các em, nếu như mà người này thí dụ như bây giờ làm bài tự luận nha, còn trách nhiệm đương nhiên đúng sai sai rồi rõ ràng rồi, nhưng bây giờ làm bài tự luận đi. Không, thì để tránh tình trạng là các em thắc mắc đồ này kia thì thôi bây giờ cô cứ cào bằng đi, phải không? Cho rớt thì các em la làng lên cũng mệt, mà nếu mà cho cao quá thì nhiều khi các em cũng thắc mắc, không, thành ra thôi cứ cho là 5 điểm đi, 5, 5 rưỡi, rồi 5, rồi 5 rưỡi, rồi 6, tức là cho ở cái mức là như vậy thôi, thì cái xu hướng đó, cái lỗi đó được gọi là cái lỗi trung bình. Và mình sợ đó, thường thường là mình sợ trách nhiệm đó, là phải giải thích này kia thì thường là cào bằng. Rồi một cái lỗi nữa gọi là lỗi cực đoan nha, thì hoặc là đánh giá quá dễ hoặc là đánh giá quá khó, không à? Có khi thì siết quá chặt, thí dụ như cái bộ phận nào ưa thì nó dễ ơi là dễ, còn cái bộ phận nào á mà ghét á thì khó ơi là khó, đúng nào? Thì cái lỗi đó gọi là lỗi cực đoan. Một lỗi nữa gọi là lỗi định kiến, thí dụ như là do tập quán văn hóa, đúng không? Các bạn thấy là đơn giản thôi, là các em có công nhận không là vừa rồi trên mạng là xảy ra một cái sự cố, cái vụ mà 300 tình nguyện viên của Hải Dương á, không, cái đâm ra tự nhiên là nào là người Sài Gòn rồi người miền Bắc, người đằng trong người đằng ngoài, đó là những cái định kiến đó các em, không, những cái định kiến mà chúng ta thấy là hoàn toàn là không có tốt. Cho nên khi mà các em đi làm á, trời ơi, gặp trúng cái ông sếp của mình mà ông có những cái định kiến đó là mình mệt lắm luôn á. Ví dụ như ông sếp đó ông không thích người miền Bắc đi chẳng hạn, vậy là mình thấy mình người miền Bắc là mình mệt rồi. Hoặc là ông sếp đó là ông không thích người miền Trung, mà thí dụ như ông thích dân Quảng Nam mà mình Quảng Nam là coi như là mình thấy mình tiêu rồi, đúng chưa? Tại vì cái việc đánh giá là ông ta sẽ siết chặt hơn. Rồi ok, rồi về giới tính nữa chứ, về giới tính, thí dụ như em nam nữ, nhưng mà thí dụ những cái bạn mà homosexual người ta có định kiến, không, ta không thích cái loại đó rồi, vậy là mình thấy là mình tiêu rồi, đúng không? Dù mình nỗ lực cách mấy nhưng mà người ta có cái định kiến thì người ta đánh giá mình nó cũng không có tốt bằng. Rồi thành kiến, thí dụ như em thấy là em làm 1000 lần tốt nha, chỉ cần 1 lần em làm một cái điều gì đó không tốt người ta nhớ hoài. Thí dụ như em đi làm đúng giờ người ta không có nhớ đâu, nhưng mà em chỉ cần đi trễ 1 lần thôi là người ta nhớ rồi, không à? Và tự nhiên là người ta có thành kiến với em, đúng không ạ? Và như vậy là cái việc đánh giá nó cũng không có ok. Rồi ảnh hưởng sự kiện gần nhất, là nếu mà sự kiện gần nhất mình làm tốt là tự nhiên tung hê mình tốt luôn, đúng không? Mà cái sự kiện gần nhất của mình mà nó không tốt, nó cũng giống như chúng ta là, thí dụ như em có để ý không, năm ngoái đi năm 2020 á, là lúc đó Việt Nam của mình á, dịch của mình á là ít, đúng chưa? Vậy là trời ơi, là coi như là mình khen là Việt Nam rồi giỏi rồi này kia nọ. Thế thì bây giờ là cứ mỗi một ngày á là 5-6 ngàn ca, còn là 5-6 ngàn ca thì sao,
đúng chưa? Cho nên là rõ ràng khi đánh giá là chúng ta cần phải là xem xét cho thiệt là kỹ, đúng không? Rồi cái bản tiêu chuẩn đánh giá không rõ ràng, còn nếu mà cái tiêu chuẩn đánh giá mà đưa ra nó không rõ thì các em thấy là nó cái việc đánh giá của chúng ta nó cũng không không có đúng ha. Rồi đặc biệt là dựa vào trí nhớ không nhớ bài mãi, nó giống như các em có thấy là hồi nãy á, là cô mặc dù cô có ghi chú ở đây nhưng mà cô không có ghi chú cụ thể là những cái câu trả lời của các em, cho nên lâu lâu là cô bị nhầm á. Ví dụ như thay vì là người này phát biểu này nhưng mà cô phải hỏi ngược lại á, là có phải là em nói như vậy hay là không đó các em, đúng không ạ? Tại tức là dựa vào trí nhớ, và sẵn đây cô cũng nói các em luôn à, khi mà cô giảng bài cho các em á, tại vì có nhiều em á, là của những khóa trước á, của những lớp mà kết thúc rồi á, thì hay gửi mail xin cô tài liệu lắm. Nhưng mà sẵn đây cô nói luôn nha, thứ nhất là cô đã thống nhất với lại ban chủ nhiệm khoa là không gửi tài liệu cho các em. Cái thứ hai nữa đó là những cái lớp mà thi đầu tiên á, là họ đã xong rồi và họ cũng có tài liệu, nên đó là đảm bảo sự công bằng. Rồi vấn đề thứ hai thì cô nói khi cô giảng á, là em sẽ ghi nhớ, cái nhớ đó gọi là cái nhớ tạm thời. Không, nhớ tạm thời thôi nha các em. Cái đó gọi là cái nhớ tạm thời nha. Nó gọi là temporary memory á, là nhớ tạm thời. Nhưng nếu em về em ôn bài lại nha. Em ôn bài lại nha. Em đọc lại, em take note và em coi lại cái bài ghi chú của các em. Phải không ạ? Coi lại cái clip thì nó trở thành cái trí nhớ ngắn hạn. Tức là em chỉ nhớ trong một khoảng thời gian ngắn thôi. Nha. Nhưng mà nếu như mà em cứ coi tới coi lui hoài thì cái trí nhớ ngắn hạn nó trở thành trí nhớ dài hạn, tức là không bao giờ em quên luôn. Cho nên em có công nhận với cô là thí dụ như hằng đẳng thức đáng nhớ đi, đúng nào, là em thí dụ như là hằng đẳng thức đáng nhớ là a cộng b nhân a trừ b là bằng a bình phương trừ b bình phương, thí dụ như vậy. Là em tại sao mà em nhớ như vậy, là lý do là tại vì em cứ làm hoài, hoặc là thí dụ em đọc là sin cộng sin bằng 2 sin cos, sin trừ sin bằng 2 cosin, là cái đó là em cứ đọc hoài riết là nó nằm ở trong cái đầu của em và nó là trí nhớ dài hạn. Cho nên em phải nhớ ôn bài cho kỹ để từ cái trí nhớ tạm thời nó thành trí nhớ ngắn hạn. Trí nhớ ngắn hạn mình đọc hoài nó thành trí nhớ dài hạn, dùng cho cô là cô đảm bảo là em làm bài không bao giờ mà điểm em thấp nha. Chứ em đừng có ý là em nghe cô giảng là em nhớ không, và cô nói là em không có coi lại là nó không biến thành cái trí nhớ ngắn hạn của em, và em coi thường xuyên thì nó biến thành cái trí nhớ dài hạn của em nha. Rồi ok, thì đó là những cái lỗi mà khi chúng ta đánh giá. Và cái bước cuối cùng của chúng ta là gì? Đó là chúng ta phỏng vấn cái kết quả đánh giá. Thì khi phỏng vấn kết quả đánh giá có nghĩa là bây giờ cái người sếp á, sẽ mời cái người nhân viên được đánh giá đó là lên thống nhất về cái kết quả đánh giá, coi nó có vấn đề gì hay không, rồi đưa ra phản hồi giúp nhân viên có kinh nghiệm, phải không ạ? Để họ rút kinh nghiệm á, dùng cái từ gọi là rút kinh nghiệm, nhưng mà nhiều khi sợi dây kinh nghiệm rút hoài nó không hết. Rồi chúng ta cũng phải hiểu được những cái khó khăn của nhân viên trong công việc, họ có những cái khó khăn gì, đúng không? Và mình giúp cho họ lên cái kế hoạch mục tiêu sắp tới để họ có thể đạt được. Thì đương nhiên là khi phỏng vấn cái này là chúng ta sẽ nói chuyện á với lại cái người bị đánh giá đó các em, để chúng ta cung cấp cái thông tin phản hồi. Thì ở đây các em sẽ thấy là nó sẽ có ba trường hợp xảy ra. Trường hợp thứ nhất là cái việc đánh giá cái người đó làm quá tốt, không à, làm quá tốt và có khả năng thăng tiến, tức là lên chức. Nhưng mà trường hợp thứ hai là em các em nào còn nhắc lại dùng cho tôi ba cái đúng của quản trị nhân sự coi. Rồi em nào nhắc lại dùng cô ba cái đúng của quản trị nhân sự. Rồi ok, trời ơi quá trời người giơ tay luôn. Bây giờ cho là
những bạn ở giơ tay đầu tiên là cô biết mà các bạn rất là tốt rồi nha, nhưng mà ở đây là cho cô gọi tên những cái bạn nằm phía sau nha các em, để tạo điều kiện cho các bạn có điểm cộng nha. Rồi, trời ơi, nói vậy cái nó giơ tay quá trời luôn. Rồi cô mời Trần Ngọc Yến Vi ạ. Trần Ngọc Yến Vi. Dạ. Thưa cô là đúng người, đúng việc, đúng thời điểm rồi. Rồi, đúng rồi. Trời ơi, các em nhớ vậy là tôi vui lắm đó. Dạ. Rồi, ok. Chính xác ạ. Rồi, cảm ơn các em nha. À, cảm ơn 10 bạn đã giơ tay là nhớ là đúng người, đúng việc, đúng thời điểm nha. Ok. À, thì như vậy là ok, cái nó làm tốt rồi nhưng chưa đúng thời điểm để tôi đề bạt anh lên chức. Đó, đúng không? Cho nên á là không thăng tiến. Chờ đi. Không à, chờ đi rồi cái lượt tới á, thì tôi sẽ đề bạt. Nhưng cũng có trường hợp là gì? Là bây giờ cái người đó không đáp ứng được, tức là không hoàn thành được cái công việc, tức là không thỏa mãn nè, không à, không hoàn thành công việc thì thực sự ra là đầu tiên thường không hoàn thành công việc người ta cũng cho thêm một cái cơ hội để coi cái lần tới anh có làm tốt hay không. Nhưng mà nếu như cái việc không hoàn thành đó mà nó để lại một cái hậu quả không có tốt lắm đối với khách sạn và nhà hàng thì ngay lập tức là mình phải thay đổi liền. Ngay lập tức là mình phải thay đổi liền. Thí dụ mình khoán doanh thu mà doanh thu của anh này đạt không đồng là coi như là bắt buộc mình phải thay rồi, đúng không? Nhưng mà thí dụ như doanh thu anh này đạt được khoảng 70-80%, tức là chưa đạt nhưng mà cũng chưa đến nỗi để chúng ta thay đổi, tức là vẫn tạo điều kiện để cho anh có cơ hội. Nhưng mà bây giờ là anh đạt được có 20-30% mà còn à, trong khi những người khác là vẫn đạt được 80-90%, 100%, thì điều đó có nghĩa là anh nó không phù hợp ở vị trí đó và mình sẽ phải thay đổi. Thì khi mà nói chuyện phản hồi với cái người bị đánh giá thì các bạn thấy là nó có một cái điều như thế này nè. Em có công nhận với cô á, khen ai cũng thích không? Được khen người nào cũng thích hết trơn á. Nhưng mà nếu mà chê á là chúng ta cảm thấy khó chịu. Bạn nào mà nói là trời ơi chê như vậy là tốt, là để giúp cho tôi phát triển, xin thưa điều đó đúng, nhưng mà không có một cái người nào mà bị chê mà không cảm thấy khó chịu hết. Ai mà nói rằng là chê tôi còn cười cảm ơn thêm, trời, mình đâu có phải là Phật đâu, mình cũng phải là thánh, đúng nào? Cho nên các bạn thấy là đối với cái người quản lý á, thì nếu như họ không có khả năng phê bình, trời, khen thì nó dễ chứ phê nó khó lắm các em, phải không ạ? Nếu mà mình không có khả năng phê bình, mình không biết cách phê phán và phân tích cái sự việc tại sao nó như vậy, nên tránh như thế nào á, thì các bạn sẽ thấy là vô hình chung có thể em làm tổn thương cái người bị đánh giá, và như vậy thì nó lại có một cái tác dụng ngược, tức là nó sẽ làm cho người ta không tích cực ở cái đợt tiếp theo. Và đồng thời nếu như em không có cái khả năng cung cấp thông tin phản hồi thì cái điều này cũng không được ha. Cho nên là những lỗi nhà quản lý cần tránh là mình không có khả năng phê bình là phải bố trí người khác, không có khả năng cung cấp thông tin phản hồi và không biết cách phê phán sự việc vấn đề cụ thể. Cho nên các bạn thấy là hồi nãy là chúng ta thực hiện phong à, thực hiện và cái phỏng vấn, cái kết quả đánh giá và chúng ta sẽ tiến hành điều chỉnh và thay đổi thì nó nằm ở trong cái bước thứ 6. Nó nằm ở trong cái bước thứ 6 đó các em. Rồi ok, như vậy cô đã giới thiệu với các em toàn bộ cái bài đánh giá thực hiện công việc của người nhân viên ha. Thì khi mà chúng ta ôn thì ở đây thế nào là đánh giá thực hiện công việc, mục đích của đánh giá là gì? Giải thích mối quan hệ của đánh giá thực hiện với hoạt động quản lý nguồn nhân lực. Tức là bây giờ em phải coi cái việc đánh giá đó nó có quan hệ như thế nào đối với lại công việc hoạch định, nó có quan hệ như thế nào đối với cái công việc đào tạo và phát triển, đặc biệt là hoạch định nha các em ha. Rồi, trình bày ưu nhược điểm của phương pháp đánh giá thực hiện công việc. Và ở đây thì cô chỉ yêu cầu là 4 cái phương pháp mà cô trình bày thôi nha. Để điều kiện đảm bảo sự thành công của phỏng vấn đánh giá thì chúng ta đảm bảo những cái điều kiện gì ha. Rồi, tức là tránh những cái lỗi á, và chúng ta có 3 cái hình thức phỏng vấn đánh giá đó các em. Rồi, ok, như vậy cô đã hướng dẫn cho các bạn cái bài đánh giá
Và tuần sau thì chúng ta sẽ đi vào cái bài cuối cùng, đó là cái bài tiền lương. Và cái bài tiền lương thì các em phải nghe cho thiệt là kỹ, tại vì nó có liên quan đến cái bản thân các em rất là nhiều, đúng không ạ? Rồi, ok. Các em có muốn cô trao đổi gì thêm nữa không? Và ở đây chiều hôm nay thì cô có lời khen đặc biệt nha. Tức là ở đây rất là nhiều bạn phát biểu, nhưng mà đặc biệt là những bạn có tên sau đây nè: Trần Thị Thùy Trang nè, Đỗ Minh Phúc, Nguyễn Thị Tuyết Thơ, Võ Thị Ngọc Lan, Hà Thị Cúc, Trần Thị Mỹ Duyên ha. Thì tất cả những em đó thì đặc biệt là Thúy An với Tuyết Thơ rất là tích cực ha, Minh Phúc rồi Ngọc Lan vân vân, thì tất cả các em đó là rất là tích cực ha. Rồi ok, các em có muốn cô trao đổi gì thêm nữa không? Dạ không. Rồi ok, nếu không thì cô trả lớp lại cho cô Nhàn. Cô Nhàn ơi, cô trả lớp cho cô Nhàn nha, và cô tạm biệt các em nha. Nhớ là take care nha các em, nhớ giữ 5K nha. Bắt đầu 6 giờ là bắt đầu giữ nghiêm rồi đó ha, là đừng có đi lung tung nha. Cô ơi, ơi cho em hỏi là môn mình có tài liệu không cô? Rồi các em có công nhận không, hồi nãy cô có nói về vấn đề này không các em? Hồi nãy cô nói rất là rõ về vấn đề này rồi, bây giờ Lương Kim Tuyền lại hỏi cô nữa, chết rồi. Nãy em đi uống nước cô ơi. Em đi uống nước rồi, bây giờ về coi clip lại đi nha, để coi cái câu trả lời của cô như thế nào nha. Yeah. Ha. Ừ, nhưng mà phải ghi bài đầy đủ nè. Em ghi bài là em nhớ, cái thứ hai em coi clip lại là em nhớ. Và cô đã nhắc rồi, là em phải thường xuyên em coi thì như vậy em nhớ, thì nó dư sức để em làm bài. Tại những cái lớp trước là khi họ làm kiểm tra là có những bạn cũng được 8.5, 9 điểm, nhưng tất nhiên trong đó cũng có những bạn có 3.5 thôi, 4 điểm. Nhưng mà cô coi lại thì đúng là những bạn nào mà phát biểu nhiều là toàn là những bạn được điểm cao, và bạn nào mà không bao giờ phát biểu là y như rằng, và nghỉ nhiều á, tức là nghỉ 1 buổi 2 buổi thì y như rằng là điểm thấp. Vậy nha Kim Tuyền. Nhưng mà dạ, cô khẳng định là không có tài liệu nha, không có gửi tài liệu gì đâu nha. Ừ. Dạ. Rồi, ok. Rồi. Vậy ha. Rồi, tạm biệt các em. Nhớ là cẩn thận, đừng có đi lung tung nha. Nhất là bây giờ là bắt đầu là 6 giờ là giới nghiêm rồi, còn có 45 phút à. Rồi ok, cô Nhàn ơi, cô trả lớp lại cho cô Nhàn nè. Dạ em cảm ơn cô ạ. Rồi cảm ơn em nha. Dạ. Bye bye. Alo các bạn ơi, ở lại một chút để cô điểm danh một số bạn vắng. Lớp 29, lớp N29 có bạn Lâm Quang Huy Hảo. Vào đúng không nhỉ? Lớp N30 có bạn Cao Thị Thi. Bạn Cao Thị Thi không có đúng không? Cô ơi. Cao Thị Thi. Dạ có em ạ. Cô thấy em để tên đây là Đặng Thị Thúy An. À tại máy tính của em á cô. Em sao Đặng Thị An được nhỉ? Đặng Thị Thúy An hay là Cao Thị Thi nhỉ? Dạ em Cao Thị Thi ạ. Okay. Chắc tại máy tính em chưa đọc tên á. Ok. Dạ, cảm ơn. Lớp N34 này. Lớp N34 có bạn Đinh Thị Ngọc Liền.
Bạn Đỗ Minh Phúc, Huỳnh Thị Ngọc Quý, Nguyễn Lạc Thanh Thiện, vắng. Cô ơi, bạn Ngọc Huyền hồi nãy có học mà bị gian ra cô. Bạn vào từ đầu đúng không em? Dạ, bạn Ngọc Liền á cô. Bạn mới bị văng ra. Ok. Dạ, em cảm ơn cô. Em là Phúc được cô. Đỗ Minh Phúc. Dạ, có cô. Ok. Lớp N35 vẫn bạn là Thanh Thị Thu Thảo. Dạ cô ơi. Em nói lại đi. Dạ Nguyễn Lạc Thanh Thiện đó cô. Nguyễn Lạc Thanh Thiện đúng có. Dạ. Dạ. Ok. Có lớp N35. Lớp N35 là vắng bạn Phan Thị Thu Thảo. Không có bạn Phan Thị Thu Thảo đúng không? Ok. Cảm ơn các em nhé.